Rất vui được gặp tất cả các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới, bộ truyện xoay quanh nhân vật Sam, một cô gái xinh đẹp của Vân Gia nhưng đã phải chịu đựng số phận đầy bi kịch. Ba năm trước, tin đồn về việc Sam ăn chơi xa đọa, sử dụng chất cấm rồi ép bức sinh viên lan truyền khắp nơi, dư luận xôn xao, gia đình Vân Gia tan nát. Và Sam đã vì những lý do vô cùng uất ức từ phía gia đình đã phải nhận tội thay cho em gái, người thực sự gây ra những chuyện sai trái, Cô và tù 3 năm mất đi thanh xuân danh dự của mình Và ra tù cô trở lại cuộc sống Nhưng mọi thứ thì lại hoàn toàn thay đổi Cô đối mặt với sự xa lánh của mọi người Nhưng ánh mắt rè chừng và lời bàn ra tán vào nhưng thời điểm đó gia đình cô cần có sự quan hệ với chủ tịch Ngụy Dũng nên đã quyết định đem cô dâng cho anh ta nhằm lừa dối đó chính là đứa con gái thứ hai của mình. Bởi vì người em của cô đã không còn chính trắng. Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi từ đây. Nội dung như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé Ngay sau đây là tập 1 3 năm trước Cả Hà Thành náo loạn rộ lên tin tức Đại tiểu thư vân Gia ăn chơi Loạt tin đồn xấu rầm rộ một thời gian dài Gây nên rúng động không hề nhỏ với những tầng lớp thượng lưu Thậm chí bị chính phủ nhà nước bắt Tuyên án phạt mức tù 3 năm Đường đường tiểu thư vân Gia Sống trong nhung lụa tư sắc người người vậy mà hư đốn đến mức sử dụng chất cấm ỉ bản thân giàu có thực hiện hành vi đổi bại ép bức một sinh viên cùng trường đến mức có vấn đề tâm lý thậm chí quan hệ tình dục bừa bãi để bản thân phải nạo phá thai cả hồ sơ bệnh án tại bệnh viện cũng có chỉ có điều chưa dừng lại không lâu sau khi tin tức rộ lên cả hà thành được phen bất ngờ khi kẻ thực hiện những điều đó là người chị song sinh của tiểu thư vân gia Tâm điểm bàn tán bắt đầu đổ, đổ xô về mối quan hệ này Đó giờ chỉ hay Vân gia có duy nhất một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng đứng nuông chiều Chưa nghe nói đến việc có thêm một vị tiểu thư khác Cuộc họp báo diễn ra Vân gia hết mực tẩy trắng Vị tiểu thư kia lộ mặt Cảnh phóng viên như săn được tin tức lớn Khi hai người có gương mặt giống nhau Vân gia lên tiếng thanh minh Cả gia tộc năm đó Khi Vân phu nhân hạ sinh một cặp song sinh Người chị khi vừa sinh mắc bệnh lạ yếu ớt Vì để bảo toàn nên giấu nhẹm tin tức đứa trẻ đó mà đưa ra nước ngoài điều trị trong thời gian dài Tránh ảnh hưởng truyền thông Nhưng không ngờ, người chị sau sinh sau khi chữa trị Những tưởng ở nước ngoài được giáo huấn học hành tốt vậy mà khi về nước làm ra những chuyện tài trời Khiến Vân Gia chỉ có thể giấu nhẹm Cứ như thế, truyền rầm rộ suốt 3 năm trời Truyền tai qua miệng biết bao người Thời gian trôi qua, nháy mắt cũng dần bình ổn trở lại Ít người nhắc đến Cũng ít người nói lại Cũng là thời gian đó Nghe kết thúc án phạt 3 năm Vân Nhật Giam ngồi trong ngục tù tối tăm lạnh lẽo Cô hướng mắt nhìn khoảng không vô định Nơi đây đáng sợ thế nào E là chưa bằng một góc của lòng người Không lâu sau lồng giam được đẩy Vang lên tiếng két dài của cánh cửa sắt va và vào nền đất vô cùng trói tai Bất giác khiến gương mặt nhỏ nhíu mày ngục tù nhìn Sam sự khinh bỉ ghét bỏ hiện rõ bởi cô vào tù vì tội danh gì ai cũng biết hết thời hạn rồi Sam theo chỉ dẫn thay bộ đồ khác mái tóc dài rối bù được cột gọn bởi sợi dây thun đằng sau ánh mắt lạnh lẽo đôi môi khô khốc tuy vậy vẫn không che được đường nét tinh xảo trên gương mặt những viên quan cảnh sát nhìn từ đằng sau không khỏi thấy tiếc xinh đẹp vậy thế mà ai ngờ gây ra tội danh đáng sợ như thế lại chẳng bằng một góc của cô em gái Vân Nhật Hạ. Cô được thả trở về xã hội, không hẹn ngày gặp lại. Còn nữa, em gái cô đợi ở ngoài. Sam bước ra ngoài hướng cửa, đằng sau không ít lời lầm bầm chê trách. Nếu nghe thoáng qua, có cả sự khen ngợi. Lầm bầm chê trách một kẻ như Sam còn khen ngợi tình hiếu thảo của Hạ. Có người chị gái độc ác như thế, nhưng đến ngày cô ra tù vẫn đến đón khóe môi sam hơi kéo cao thoáng qua sự chế diễu ai ngờ được những kẻ làm ra chuyện này là do hai người tên cha mẹ ruột lẫn đứa em gái của cô thay hạ nhận tội chịu mọi sự mắng chửi của miệng đời cứ như vậy sống như cái bóng của hạ cuộc sống của sam vốn chẳng dính dáng tới những thứ này cô được nuôi dưỡng bởi người mẹ khác của mình nghĩ lại trong chuyện ba năm qua thoáng như xảy ra trong chớp mắt Cô bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới trước mặt mà lâu rồi chưa thấy Hạ đứng đợi khoác chơi người trên người chiếc váy lam nhạt tay cầm bó hoa Mái tóc cô ta bồng bềnh trong gió Mang theo dáng vẻ nàng thơ xinh đẹp vốn có Hai người gương mặt gần giống nhau Đây mới là trọng điểm Căn bản có vài nét đặc trưng khác Mái tóc cô thẳng dài Còn hạ thì uốn cong Đường nét gương mặt khác vài điểm Nhưng căn bản phải nhìn kỹ Nếu nhìn qua e là cũng khó nhận ra hạ lại gần cô đưa bó hoa khóe môi mỉm cười dịu dàng mừng chị ra tù sam ngước nhìn đứa em gái đẩy bó hoa ra cô có chút lười diễn kịch rốt cuộc bộ mặt cô ta có thể giả tạo đến mức nào đây mẹ tôi như nào rồi hạ bị đẩy bó hoa gương mặt buồn bã mọi hành động của cả hai thu gọn trong tầm mắt của viên quan đứng xa lời bàn tán cất ra trung quy chửi rủa sam rồi khen ngợi hạ lời nói thì thầm nhưng cả hai nghe rõ Sam nghe đến quen cũng chẳng đoái hoài Riêng Hạ thì thích cái cảm giác đạp người khác để mình leo lên Cô ta rất tận hưởng Cứ như vậy để khi bước tận lên xe hơi sang trọng đưa đón hắn lúc này mới ném đóa hoa trên tay xuống nhìn chằm chằm Sam Chúng tôi làm theo thỏa thuận Chị thay tôi lãnh tội Gia đình tôi giúp bà ta điều trị căn bệnh hiện tại Sam mệt mỏi Cô giờ chỉ muốn trở về bệnh viện nơi mẹ cô điều trị Người duy nhất cô muốn gặp chính là bà ấy hạ nhìn cô rất lâu sau lên tiếng dường như là vấn đề khó nói còn một chuyện nữa ngày mai chị phải đến vân gia thực hiện nốt việc cuối cùng chúng tôi chu cấp tiền để chị và bà ta có thể rời khỏi đây khỏe môi sam nhích lên cười nhạo vấn đề gì mà không nói ngay bây giờ hạ trông vậy lập tức bồi thêm một câu chị nên biết chị không có quyền từ chối năm đó khi xảy ra chuyện như vậy lời vân gia lên báo thanh minh trước công chúng chỉ duy nửa đầu là đúng nửa sau thì là giả khi vân phu nhân hạ sinh chung ngày mừng thọ của lão phu nhân bởi là mừng thọ lễ lớn tránh việc máu me xui rủi việc vân phu nhân sinh ra hai đứa nhưng đứa đầu ra trước sinh non khả năng hiểu mệnh bà không muốn bản thân bị ảnh hưởng tài sản trong gia tộc chỉ vì đứa trẻ đầu sinh non nên khi kết quả thông báo lại chỉ nói về việc đứa sau cứ như vậy thành công sinh đứa trẻ thứ hai trùng ngày mừng thọ tất cả coi đây là may mắn khi trùng hợp rất cưng chiều vị tiểu thư đó chẳng ai hay đến sự tồn tại của đứa bé còn lại bà vân lẫn người chồng vì không muốn lộ chuyện lấy sao đứa bé bảo người giúp việc giết đi tốt nhất không cần giữ mạng nhưng người giúp việc thương xót sinh linh bé nhỏ vừa chào đời liền nhận nuôi chăm sóc vốn tưởng có thể âm thầm nuôi lớn ai ngờ về sau người vân gia phát hiện bà ta không giết mà còn lén nuôi Kết quả họ đuổi việc bà ta Chẳng ai biết bà cật lực quỳ trước thềm Khấu đầu liên tục mong tha cho đứa bé Dù nó chẳng có tí máu mủ gì với bà Mà đối tượng bà xin tha Lại chính là cha mẹ của đứa bé đó Khi này Sam mới chỉ 7 tuổi Những tưởng mọi thứ xong xuôi Nào ngờ mọi thứ diễn ra càng lúc càng sai lệch Khi rộ lên tin tức tiểu thư vân ra Cũng là lúc Sam bước vào vòng xoáy này Năm đó cô vừa bước sang tuổi 18 một tháng khi ấy vài chiếc xe sang trọng kéo đến trước khu nhà quê của mình Sam khi đối diện gương mặt giống bản thân Cả hai người tự nhận cha mẹ cô thì nhất thời ngây ra Kết quả là gì đây? Họ đến không phải để van xin Cái chính yếu là đe dọa Hiện tại mẹ cô mắc bệnh Thời gian phẫu thuật gấp rút Cũng như là cần số tiền lớn điều trị Họ lấy mẹ cô làm vật để thương lượng Họ đánh vào trọng tâm Đó là Sam đang cần tiền Bản thân trước đó cũng cực khổ làm thêm nhưng chút số tiền ít đòi chẳng là gì với căn bệnh mẹ cô mắc phải. Thế là cô đồng ý thay Hạ đi tù, đứng ra chịu hết tội lỗi của cô ta, nhưng đổi lại bọn họ giúp mẹ cô điều trị căn bệnh nan y bà đang mắc phải. Trở lại với thực tại, chê xe đảo bánh, rồi thoáng chốc dừng trước bệnh viện nơi mẹ mình điều trị. Hạ không muốn kẻ khác bắt gặp một người giống y đúc mình, cho nên bảo Sam đeo khẩu trang vào. Sam vừa xuống xe. Lập tức đi thang máy hướng đến phòng bệnh, cô đi nhanh, dần dần chuyển thành chạy. Cảm giác 3 năm bị giam cầm chỉ đến mong gặp lại người mẹ của mình, cảm xúc này không ai biết cô phải chờ đợi mong mỏi thế nào. Chỉ cần gặp lại mẹ, người theo sát mình từ nhỏ đến lớn, chắc chắn mọi thứ cô trải qua trên đời, cả những thứ bản thân phải chịu sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Theo như lời Vân gia nói, mẹ cô hiện được điều trị tại phòng 56. Dừng trước cửa phòng, giam cô nén mong chờ từ từ đẩy cửa bước vào ở trên giường người phụ nữ trung niên đang nằm gương mặt quen thuộc nhưng bị gầy đi bên cạnh những vật dụng truyền nước thuốc thang dường như cũng chưa tỉnh lại sam đã nói dối với châu dương được gửi vân gia nhận lại cô cô cũng bảo sẽ đi du học 3 năm hơn nữa còn bịa việc bà được chữa bệnh vì đã giúp người vân gia nuôi lớn cô cô toàn nói dối đó là lý do thời gian cô ở trong tù đổi lại việc chữa trị cho mẹ 3 năm đến tận bây giờ Sam ngồi trên ghế Chỉ muốn có thể đợi bà tỉnh lại Để nhìn cô đã trở về bên cạnh bà Sau một thời gian dài đằng đẵng Đến tối Y tá bảo cô xuống lấy phần ăn sẵn Sam nghe lời mà đi theo Lần nữa trở lại Thấy Châu Dương ngồi yên tĩnh trên giường bệnh Lưng đang dựa ra sau Nghe tiếng động Bà Dương xoay đầu nhìn hướng cửa Trông thân ảnh quen thuộc Bà mơ hồ cất giọng xót xa Sam là con à Con trở về thật rồi ư Sam lặng lặng lại gần Cô đặt phần ăn lên bàn Tay run run cầm bàn tay giả nua áp lên gương mặt Có gái mẹ trở về rồi Giọng nói càng lúc càng run Lần nữa nhị không được giúp vào lòng bà Lồng ngực bà ấm áp Vương thoảng mùi thuốc Nhưng đều là mùi hương quen thuộc Con trở về rồi Con không đi đâu nữa Mẹ yên tâm đi ạ Bàn tay bà run run đặt lên bờ vai gầy của cô Để lỗ khớp xương lưng Thể hiện việc cô đã gầy đến mức nào Ngày hôm sau khi tỉnh lại là lúc Sam ở trên giường Chiếc giường bệnh không quá nhỏ Vừa vặn để hai người ngủ Sam biết bản thân chưa thể kết thúc ở đây Lặng nhìn bà Dương đang say giấc Cô nhẹ nhàng di chuyển khỏi giường bệnh Cô bắt xe Cứ thế kêu tài xế lá lên đường Lý Kiệt Theo cô biết Chỉ cần đi theo lối mòn là vào được biệt thự vân ra Nhưng đến khi dừng trước cổng tường cao Bảo vệ canh gác nhìn chăm chăm cô trước mặt Đến khi mở lớp khẩu trang Người đó nhất thời ngạc nhiên Ban đầu định bảo Vân tiểu thư Vì gương mặt gần giống Nhưng nhìn lại phong cách ăn mặc rách dưới thế này Sao có thể đây Tôi đến gặp ông bà Vân Quả ra dẫn Sam vào phòng khách Khi này ông Thành ôn nhu nhấp trà Còn bà Diễm Nhu đang ngâm chân trong thứ thuốc bắc Nhìn thấy sự xuất hiện của cô Cả hai ngưng động tác Bởi họ biết vì sao Sam có mặt ở đây Sam chẳng bốn dây dưa Trực tiếp vào thẳng vấn đề Kêu tôi tới đây làm gì Còn chuyện gì các người nói Ông Thành nhìn bộ dáng cô Cả người ăn mặc quê mùa Không có vẻ gì hợp với nơi sang trọng của họ Giờ lâu sau ông lặng lặng Đưa đến tấm thẻ đen bóng loáng Phía trên in rát chữ vàng Dường như là được phủ bóng Nhìn kiểu gì cũng biết là đồ vật đắt tiền Những lời nói cất lên Nhất thời khiến cô ngây người Đêm đó Sam đứng trước căn phòng tổng thống Của khách sạn liễm dực Khi này mái tóc vốn thẳng được uốn cong Trở nên bồng bềnh còn được trang điểm y hệt phong cách của Vân Nhật Hạ Bàn tay nhỏ đặt tay nắm cửa Động thái chần chừ Một lúc sau thì dứt khoát mở nó ra Đây là cơ hội cuối cùng Chỉ nốt việc này cô có thể rời khỏi nơi đây Nốt việc này thôi Sam bước vào phòng Nội thất đều rất mới Mọi thứ xung quanh to lên cảm giác lạnh lẽo Chú động tĩnh bên giường lập tức đánh thức cô Sam giật mình nhìn sang Thấy người đàn ông nằm trên giường Giá người cao to cường tráng ngủ quan góc cạnh hoàn mỹ chỉ có điều về mặt anh ta nhăn nhó vài chiếc nút áo sơ mi mở hờ để lộ khuôn ngực lấp ló đằng sau chắc hẳn là người đàn ông này ánh sáng đèn giường mờ nhạt chiếu phẳng qua gương mặt lý do bọn họ kêu cô đến đây chính là để thay thế hạ lên giường của người đàn ông này bởi hạ không còn cái thứ trinh trắng kia nữa sam căng thẳng lại gần nhìn người đàn ông trên giường cô cắn răng tiếp tục đưa tay run run cởi từng nút áo sơ mi trên cơ thể đó Bật chợt Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nhỏ Người đàn ông gần giọng nhìn hướng cô Thoảng qua hương rượu nồng Hơi thở nóng hổi phá lên gương mặt nhỏ Cô là ai Sao dám lớn gan vào đây Ánh mắt Sam sợ hãi Nhất thời cô không biết trả lời sao Chẳng nhẽ biết cô không phải hạ ư Chưa kịp nghĩ nhiều Một lượng ép cô xuống giường Người đàn ông tầm mắt lạnh lẽo Bàn tay đặt ở hướng cổ xiết mạnh Nhưng vài giây thôi Gương mặt anh ta lập tức nhăn nhó trở lại Lực ở tay nới lỏng Dường như bản thân đang chịu sự tác động của thứ gì đó Sam hoảng sợ không biết nên làm gì Bởi cô cần số tiền này Nghĩ đến đây bản thân lần nữa đánh liều Cô thoát ra Trực tiếp vươn tay vòng qua cổ người đàn ông Cúi xuống hôn đôi môi đầy hương rượu nồng Bàn tay nhỏ như con rắn mềm mại Dần ra luôn vào cơ thể cường tráng phía trong chiếc áo Như chịu sự kích thích Người đàn ông không thể chống cự Dường như mất đi toàn bộ ý thức trực tiếp đè cô xuống giường ngay khi nếm hương vị ngọt ngào ở đôi môi nhỏ người đàn ông càng thêm điên cuồng bàn tay đặt ở chiếc váy không nhân nhượng trực tiếp xé rách để lộ cơ thể trắng nõn gầy gò phía bên trong hơi thở người đàn ông nặng nề đối với người phía dưới động tác hành xử thô bạo không có lấy một chút nhẹ nhàng hàng giờ trôi qua cũng chẳng biết mấy giờ sam khẽ cử động thân thể cô đau nhức vô cùng để khi xác nhận người bên cạnh ngủ say Cô vội vàng bước xuống giường Miệng cưỡng mặc chiếc váy Rồi sau đó mặc chiếc áo khoác bên ngoài Phủ đi toàn bộ dấu vết trên cơ thể Cứ như vậy cô im lặng rời đi Như khi cách cô bước vào Toàn bộ gương mặt được che kín Trời đã khuya Nhưng lúc này đèn nhà vân gia còn sáng Việc cô trở về Quản gia trông thấy lập tức báo lại Lúc này người vân gia chẳng có một ai Chìm vào giấc ngủ Tất cả đợi tin tức của cô Hạ là người mong đợi kết quả nhất lập tức bước ra nhìn Sam kết quả thế nào máy lên giường chưa bàn tay hạ đặt lên lớp áo khoác bên ngoài trực tiếp kéo ra để lộ trên cơ thể Sam hàng loạt dấu vết ái muội ánh mắt cô ta tối dần lại đáng lẽ người trên giường phải là cô ta cứ nghĩ đến việc đêm nay Sam được ở cạnh người đàn ông đó cô ta không khỏi tức giận nhưng căn bản nằm trong suy tính cho nên không thể bực bội Sam không muốn dây dưa trực tiếp nhìn ba con người ngồi trên ghế tiền đâu Ông Thành nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ vô cùng Rõ ràng cùng gương mặt với Hạ Vậy mà không có giáo dưỡng như vậy Chắc chắn vì không nhận nền giáo dục tốt như Hạ rồi Bà Nhu trực tiếp đi vào trong Bà loay hoay một lúc lâu Để khi trở ra, trên tay là sấp tiền Hạ trông thấy vội cầm lấy số tiền đó Chị à, tiền đây Có muốn lấy không nào Sam lại gần, đưa tay muốn cầm tiền Thì trực tiếp bị Hạ ném xuống Từng tờ tiền rơi lả tả trên sàn nhà Sam không quan tâm cứ thế ngồi xuống nhặt tiền hành động này tạo ra trò cười đối với họ bà diễm nhu nhìn gương mặt giống hạ đến y hệt nếu năm đó bà ta nuôi nấng có lẽ giờ này không đến mức quê mùa như vậy được rồi nhật hạ đừng có treo đùa như thế gương mặt Sam không có biểu cảm toàn là lạnh nhạt để khi nhàn xong cô lập tức bị cho một viên thuốc trắng vào lòng bàn tay uống đi tôi tốt bụng nhắc nhở chị đấy sau việc hôm nay chị tốt nhất rời khỏi thành phố này Đừng để gương mặt chị xuất hiện ở nơi đây Một núi không thể có hai hổ Chị biết rồi đấy Tôi biết rồi Sam cho viên thuốc vào miệng Chẳng cần dùng nước mà khô khóc nuốt xuống rồi rời khỏi vân ra Cô đang muốn cùng mẹ thực sự rời khỏi nơi này Sống ở nơi chỉ có hai người thôi Bóng dáng nhỏ khuất dần trong đêm đen tĩnh lặng Sam sau khi nhận tiền lập tức trở về bệnh viện nơi mẹ cô điều trị Cả một ngày rời đi đến tối mới trông thấy Gương mặt bà Dương xuất hiện lo lắng Con đi đâu cả ngày thế Sam ôm lấy mẹ mệt mỏi Lập tức bà nhận ra có sự khác biệt Bà đưa tay sờ lên mái tóc được uốn cong Tóc con Rồi bà nhìn chiếc áo khoác bên ngoài Đưa tay muốn cởi ra Thì bị cô ngăn cản ôm chặt lấy chiếc áo khoác Chỉ là hôm nay Vân Gia bảo muốn con đi dự tiệc Nên mới phải thay đổi chút thôi ạ Giọng cô có chút cứng ngắc Vậy ư Cô lập tức gật đầu Lần nữa ôm chầm lấy mẹ mình Con cố gắng làm thủ tục xuất viện nhanh nhất Rồi con với mẹ đi đến nơi khác nhé Người đàn ông hôm nay ở cùng với Sam Người đó chính là Huy Kính Dũng Người đứng đầu tập đoàn Shai Dưới sự quản lý của Huy ra Tập đoàn Shai vang danh thế nào Tất cả người Hà Thành biết rõ Hơn thế, từ lúc Dũng lên đảm nhiệm chủ tịch Vị trí đứng đầu vẫn chưa hề bị lai chuyển Trước đó, phu nhân của gia tộc Huy Cũng là mẹ của Dũng đã ngầm báo tìm vợ cho người đàn ông. Hạ sau khi vượt qua bài khảo sát cũng chính thức được bà ưng ý. Chỉ là không nghĩ tới, bước cuối cùng chính là xét về việc cô ta còn trinh hay không. Cho nên căn bản, những việc xảy ra đêm qua hoàn toàn đều có người báo cáo lại. Vừa qua nốt vòng này, cô ta có thể sánh vai với người đàn ông đó. Sáng hôm sau, khách sạn Liễm Dực có hàng tá vệ sĩ phong tỏa tập trung trước khu vực phòng tổng thống Dũng ngồi trên giường Lưng dựa vào thành giường phía sau Nửa thân trên để hờ Cơ thể cường tráng để lộ thu hút tuyệt đối Đôi mắt phượng quét qua một lượt Đập vào mắt về đỏ trên ga giường trắng tinh Vậy mà anh nằm trên cơ thể phụ nữ Trước đó đối với phụ nữ Anh cực kỳ ghét sự tiếp xúc Biết bao người tìm cách lên giường Lập tức bị anh gạt bỏ sang một bên Phải biết là những kẻ muốn tính kế với anh Đều bị xử lý không bỏ sót Đêm qua bị bỏ thuốc Là bản thân không để ý bởi đó là ly nước do người bên cạnh mẹ anh đưa tới Vừa nhìn một màn Anh biết do mẹ anh gây dựng nên Có điều tuy đêm qua thực sự trúng thuốc Nhưng mùi vị nữ nhân đêm qua cũng thực tuyệt Nửa vòm họng vương lấy hơi thở mềm mại Quanh quẩn trong mũi Ban đầu đích thực anh bị thuốc dẫn dắt Nhưng về sau khi tác dụng thuốc gần hết sự thân mật hoàn toàn do bản thân anh ham muốn mà đòi hỏi liên tục Dù cũng không nghĩ Anh vốn cho rằng bản thân không hứng thú với phụ nữ Thế mà đêm qua lại muốn nhiều như vậy Người đàn ông đứng dậy thay đồ Rất nhanh trở ra trong bộ dạng chỉn chu Nơi anh trở về chính là ngụy Gia Anh tò mò về người phụ nữ đêm qua Vừa bước vào Trong thấy hình ảnh người phụ nữ trung niên quyền quý Ngồi nhàn nhã uống trà Động thái như vờ như không biết Bởi bà biết để đứa con trai này biết bà hạ thuốc Vì gấp gáp muốn có con dâu lẫn cháu Chắc chắn nó tức giận vô cùng nhưng câu nói sau đó... Hoàn toàn nằm ngoài suy tính của bà... Người phụ nữ đêm qua là ai ạ? À? Đứa con trai này... Thế mà hứng thú với người đó ư? Bà nhấp chén trà... Rất lâu sau buông xuống... Con hứng thú với cô ta? Dụng im lặng không muốn trả lời... Bà nhiên biết có hỏi cũng vô dụng... Đứa con của bà thích hay ghét... Chưa bao giờ nó thể hiện ra mặt... Tối nay mẹ kêu cô ta đến đây... Hôm đó người Vân gia ngồi đợi... đến khi thực sự nhận được cuộc gọi của bên ngụy gia... Họ lập tức biết mọi chuyện thành công Người đắc thắng nhất vẫn chính là Hạ Tấm màng đó của chị ta cũng thực đáng giá Đến tối ngụy Phu Nhân bà đầu bếp nấu rất nhiều món Bà nhiên biết cả Vân Gia sẽ đến Bởi dù có động thái ưng ý người phụ nữ kia Giờ cũng nên bày tỏ một chút thành ý Hạ hôm nay ăn diện kỹ càng Chiếc váy mặc vốn là trang phục giới hạn Của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Theo tìm hiểu ngụy Phu Nhân là người phụ nữ thời thượng cho nên đối với ấn tượng ban đầu cũng không thể qua loa Mới sẩm chiều Người vân gia có mặt đầy đủ Tại gia đình ba người Tất cả tụ họp trước phòng khách Cuộc nói chuyện giữa những người trung niên Chỉ duy hạ thì luôn đảo mắt Tìm hình bóng người đàn ông đó Giờ lâu sau có tiếng xe vọng vào từ bên ngoài Hạ tầm mắt hướng ra nơi phát âm thanh Bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện ra Được nét gương mặt nhất thời thu hút cô ta đó giờ Dũng kiến tiếng cũng như ít lộ diện Nhưng danh tiếng ngụy gia vẫn luôn vang xa Này gặp mặt chứng kiến Hạ đúng là không khỏi kinh ngạc Đêm qua có lợi cho Sam quá Dũng bước vào dáng vẻ cao ngạo Đối với Vân Gia Anh chẳng có hứng thú là mấy Nhưng rồi tầm mắt dừng trên người Hạ Trông cũng khá quen mắt Đây là người phụ nữ đêm qua Chỉ là sau giờ phút này Anh đối diện ánh mắt Hạ Không hề giống ánh mắt đêm qua khi nhìn anh Ánh mắt người phụ nữ đêm qua trong vắt Sạch sẽ vô cùng Tầm mắt mờ mịt ánh nước Dũng nghi ngờ phán đoán của mình Nhưng không hiểu sao với người trước mặt Một chút hứng thú tò mò ban sáng cũng không còn Cứ như vậy Người đàn ông trực tiếp đi qua bước về hướng thang máy Hạ cảm thấy kỳ lạ Bội vàng đứng dậy nhìn phía người đàn ông Anh Dũng Đêm qua anh làm em đau Dũng nhíu mày trước người phụ nữ Vài giây sau khóe môi nhếch lên Đêm qua hết bao nhiêu? Thanh toán bằng tiền mặt hay muốn chuyển khoản? Ông Thành và bà Diễm Nhu ngạc nhiên vô cùng. Việc này sao càng lúc càng không đúng suy tính? Cả bà Nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Giọng điệu ban sáng tò mò về người phụ nữ này khác hoàn toàn với thái độ bây giờ. Ông Thành hắng giọng rồi lên tiếng sau đó. À, đêm qua là đêm đầu của con gái tôi. Ngài không thể nói thế. Chị phải chịu trách nhiệm... Dũng lười nói chuyện Một tay bỏ túi quần Ánh mắt khinh miệt nhìn một loạt người vân ra Người muốn lên giường cùng tôi không đếm xuể Chẳng nhẽ cứ mỗi lần lên giường với một người Tôi lại phải chịu trách nhiệm với một người Ông Thành cứng họng Bà Diễm Nhu chỉ sợ sệt đứng bên cạnh ông ta Dưới cầu Dũng xoay người đi vào thang máy rời đi Bà nhiên trông vậy Vội vàng nghĩ cách giải quyết tình huống Bà sai quản gia bảo chuẩn bị tiền Hạ thì siết chặt tay chẳng nhẽ Sam không còn chính vì không còn mới khiến người đàn ông đó như vậy tất cả là do vân nhật Sam rất nhanh bà nhiên chuẩn bị xong tiền muốn đưa tiền rồi gửi lời xin lỗi vài tiếng trước bà mong chờ kết quả thế mà bây giờ nhanh chóng gửi tiền đền bù nhưng vân ra không lấy tiền cô giữ chút thể diện cho bọn họ khi vừa đến nhà hạ nhị không được lập tức lên xe cô ta sai bảo tài xế riêng là đến bệnh viện ngự hòa vừa xuống xe vội vã tìm đến phòng bệnh đó mở cửa ra trông thấy thân ảnh sam cô ta nhịn không được tát thẳng mặt cô máy không còn trinh đúng không sam trong phòng cùng với mẹ đối diện cú tát bất ngờ hai người căn bản chưa kịp thích nghi vài giây sau sam bình tĩnh đứng lên chuyện cô làm không thể để mẹ biết được cô muốn kéo tay hạ ra ngoài nhưng hạ bị sự việc hôm nay làm cho trở nên tức giận sao có thể để điều khiển hạ chỉ thẳng mặt bà dương rồi chỉ vào mặt sam Lời nói đang nghiến vô cùng Bà nhìn đi Con gái bà vì bà mà vào tù 3 năm Bà biết tiền điều trị của bà từ đâu mà ra không Chính là do cô ta đấy Nơi đây về đêm Khu vực xung quanh số ít rời đi Cho nên Hạ không hề có điều bộ sợ hãi Hay lo lắng người khác nhìn thấy Bà Dương nghe vậy nghi hoặc nhìn Sam Mẹ đừng nghe cô ta nói Hạ tức giận bước từng bước gần lại Sam Đáng nhẽ sau đêm qua Chị bán thân Tôi cho chị số tiền lớn rồi đi nhưng chị không còn trinh Cho nên hôm nay tôi bị người ngụy ra xua đuổi vì không hài lòng Chị nói đi Tôi có để yên cho chị được không đây Bán thân Bà Dương nghi hoặc nhìn Sam Tin tức đến liên tục Bà nhất thời không thể thích nghi Sam lắc đầu Cô hoàn toàn còn Đó là lần đầu của cô cơ mà Nhưng chờ đợi cô thích nghi Lần nữa hạ tát vào gương mặt cô đến đỏ ửng Bà nhìn xem bà nuôi con loại gì đây Cái đồ lẳng lơ Không còn lần đầu nữa Vậy mà còn dám nhận tiền rồi lên giường à Hạ chỉ mặt Sam Rồi quay sang gần giọng Liên tiếp lặp đi lặp lại Cảm thấy cơn giận nguôi rồi Cô ta vội vã che kín mặt rời đi Bà Dương vô hồn Bà nhìn người con gái ngồi bệt xuống nền đất Cô vì căn bệnh của bà Mà đi tù để có thể có tiền điều trị Đó là lý do cô rời đi gần 3 năm ư Thậm chí ban nãy còn bán thân Thì ra vì bà Sam đã phải chịu khổ như vậy Là vì sự tồn tại của bà Sam nhìn mẹ đang thờ thẫn cô vội lại ôm chầm lấy bà mẹ à đừng nghe cô ta nói mẹ tin con mà đúng không gương mặt nhỏ nhắn nước mắt đầm đìa nhìn bà hai gò má ửng đỏ xương phồng bà dương đưa tay xoa phần má cô bà nở đủ cười nhạt thì ra vì bà cô chịu đựng nhiều thứ như thế trong khi hai người một chút huyết thống không hề có sao bà dễ dàng tin cô để rồi cô con gái nhỏ chịu nhiều thứ như vậy chồng mẹ mình không nói gì Sam lần nữa lay lay Giọng càng lúc càng run Mẹ à, ngày mai con với mẹ rời khỏi đây Con với mẹ trở về cuộc sống bình thường Mẹ nhá Mẹ muốn ngủ một chút Con cũng ngủ chút đi, chắc con mệt rồi Sam cắn chặt môi run dậy đáp Vâng, con biết rồi Đêm đó, cả hai chẳng thể ngủ ngon Sam nằm trên ghế Cô ôm chặt cơ thể nhỏ Hoàn toàn không ngủ Trời vừa hưởng sáng, cô nhìn gương mặt yếu ớt Vì bệnh tật của mẹ Cô mau chóng trở về ngôi nhà cũ Muốn gom đồ rời khỏi Hôm nay nhất định phải cùng mẹ rời khỏi đây Nhưng Sam không biết Ngay khi cô rời khỏi phòng bệnh Bà Châu tỉnh lại Bà kiếm y tá hay chăm sóc mình Một cuộc trò chuyện diễn ra Sau đó cũng rời khỏi phòng bệnh Trong lúc Sam soạn đồ ở khu nhà cũ Chẳng hay những việc sắp sửa sắp diễn ra Cả những biến cố mà cô phải chịu đựng Khi sách chiếc vali nặng trịch đến cửa bệnh viện cô vội vàng bỏ xuống rồi trở về phòng bệnh của mẹ nhưng cô lại không thấy ai cả sự lo lắng bất an dâng lên tột cùng cô nháo nhào đi tìm nhưng rồi thấy một khoảng người tụ tập trên một tầng lầu cô cố gắng lẻn qua giọng người bàn tán Ôi rồi ôi sao lại chọn cách tự tử thế này trông cũng lớn tuổi sao lại nghĩ quẩn nhở sam trực tiếp lẻn qua để khi nhồm người sau lan can ngăn cách tường lần nữa cô đứng hình nhận ra chính là mẹ mình hình ảnh bà nằm trên nền đất máu tỏa ra cả nền sân, một tiếng thét thống khổ cứ thế vang lên. Mẹ! Sam như mất hết lý trí, cô muốn vượt qua lan can leo qua nhưng người xung quanh vội vàng giữ cô lại. Ấy cô gái ơi bình tĩnh đi đã, cô này đừng có nhảy chứ. giữ chặt giữ chặt lấy cô ấy. Ngay khi Sam mở mắt khẽ lai like người, cô thấy xung quanh là bao truyền dịch. Cô chợt thức tỉnh. Mẹ, mẹ à! giọng nói cất ra khản đặc đến lạ cũng chẳng nghe rõ âm thanh, cô lập tức xuống giường giọng miếu máu. y tá bên cạnh trông thấy cô vội giữ cô lại. gặp trường hợp mẹ mất ngay trước mặt mình, thử hỏi mấy ai chịu nổi. nữ y tá cũng vô cùng hiểu cảm giác cho cô. cô ấy lẳng lặng đưa cho cô bức thư, thứ mà bà Dương dặn cô ấy đưa lại cho con gái bà. y tá vốn nghĩ chỉ là truyền lời, đâu nghĩ đây chính là lời cuối cùng. nếu cô biết, chắc chắn cô khuyên ngăn bà ấy. sam nhìn tờ giấy run rẩy cầm lấy nó. Lực điệu ở bàn tay không thể mở cứ liên tục run run Hàng chữ của mẹ hiện lên Những việc con làm vì mẹ Mẹ thấy không đáng Suy cho cùng mẹ không đúng Đáng lẽ con nên đem mẹ rời khỏi nơi đây Không để người nhà họ Vân thấy Rồi dùng mẹ uy hiếp con Mẹ xin lỗi Đều là mẹ mà con phải chịu khổ Đều tại mẹ Con lại phải dây vào những chuyện không liên quan Thế nên con à Đừng quan tâm mẹ con chỉ cần sống vì con là được rồi cái gì mà cùng gốc gác chung dòng máu sống vì cô cô vì mẹ đã thay thế nhận tội lỗi đâu phải để đối diện với việc này đâu đi tù ba năm rồi đối diện với cái chết ư rõ ràng hôm nay là xong rồi cô cùng mẹ rời khỏi nơi này sống hạnh phúc được rồi vì cái gì mọi chuyện thành thế này bởi vì cái chết bất ngờ những người dân xung quanh ai cũng thương xót Họ gom tiền xây dựng ngôi mộ nhỏ Ở khu vực Nghĩa Trang cách đó không xa Khi Sam trở xuống Phần mộ được xây xong Cô lặng lặng lại gần Mẹ đã chết Những việc cô làm có ý nghĩa gì nữa Sam lặng người ngồi bên mộ Nhìn hàng tên được in lên Châu Dương Hưởng thọ 6-7 tuổi Cô từng thắc mắc Sao mẹ họ Châu Nhưng cô lại là họ Vân Thì ra cái tên Vân Nhật Sam được định sẵn Từ khi cô vừa ra đời Mẹ Mẹ tịnh lại mẹ đùa con đúng không mẹ con chuẩn bị đồ và hành lý để mẹ con mình rời khỏi đây sao tới giờ bay mẹ tỉnh lại đi chứ mẹ sao mọi chuyện có thể thành ra như thế này người bảo vệ khu nghĩa trang nhìn hình ảnh đáng thương cũng cố kìm lòng phàm là những chuyện trên đời đều có thể giải quyết chỉ duy nhất sinh ly tự biệt ông lặng lẽ xoay người rời đi sam của bên phần mộ gần như thức trắng đến sáng người bảo vệ lâu lâu bước vào khuyên cô rời đi nhưng kết quả cô nhất quyết không rời Đến gần sáng Nơi khu nghĩa trang xuất hiện một nữ nhân trẻ trung Ăn mặc sang trọng bước vào Người đó ngó nghiêng xung quanh Để khi xác nhận thân ảnh gầy gò của cô gái Đang ngồi thẫn thờ Cô ta lập tức bước tới Lúc này mới dám cởi cặp mắt kính Lộ ra đôi mắt được trang điểm kỹ càng Vụ tin tức tự tự lên báo Hạ vừa nhìn đoán được Đó là hai con người quê mùa này Cô ta muốn đến xác thực lần cuối <laughs> Tội nghiệp quá Sam nghe giọng nói Không cần xoay đầu cũng đoán là ai Mẹ tôi chết rồi Vừa lòng các người chứ Hạ rừng dưng Mang đôi giày cao gót Bước vào nơi bẩn thỉu Cô ta cảm thấy nơi đây thật bẩn Nhưng vụ đến đây hoàn toàn có mục đích Mẹ chị chết rồi Nhưng tôi nghĩ chị nên rời khỏi đây Vụ việc chị thay tôi nhận tội 3 năm trước Chìm vào quên lãng Tốt nhất đừng xuất hiện ở đây Để mọi người biết chị đã ra tù Cũng như gây rắc rối cho Vân Gia Tiền chúng tôi đưa được trước khá nhiều Chị nhanh nhanh cuốn gói khỏi đây đi Sam siết chặt tay Nhìn gương mặt giống hệt mình Xem ra sợ vụ việc đó bị lộ Ảnh hưởng thanh danh à Tiếc là cô không để yên được Sam đứng dậy Không biết bản thân vì quỷ đã yếu đến mức nào Đầu gối đỏ rồi thâm lên tím tái đau nhức vô cùng Buổi sáng tâm tình chẳng tốt mấy Hạ trên nơi này bẩn liền nhắc lại lần nữa Trong vòng 3 ngày chị tốt nhất rời khỏi Đừng có khiêu khích sự nhẫn nại chị nên biết hoàn cảnh của chị với tôi không khác gì chứng trọi đá số tiền kia hoàn toàn đủ cho chị sống chục năm nói xong cô ta vội vàng rời đi rời khỏi đây sam cười tự diễu mẹ cô chết rồi nơi duy nhất có thể gặp mẹ chắc là dưới nấm mổ cô lang thang trở về căn nhà cũ chiếc vali nặng trịch quần áo giờ phút này chẳng thể cần thiết ánh mắt đảo sang số tiền lớn từ sau đợt cô lên giường với người đàn ông kia cô lại gần nhìn tiền nhiều thật nhưng mà không còn mẹ cô cần chúng làm gì một suy nghĩ thoáng qua tiền nhiều thì tiêu tiền cô kiếm được mà nước mắt bất giác lăn trên gò má đầm đìa sam thay bộ đồ khác luyến tiếc nhìn lại những vật dụng cũ nhìn cả bức hình có hai mẹ con cô hà không muốn cô ở đây cô càng ở lại để cho đám người kia không đạt được mục đích của mình đi Đêm đó cô cầm nhiều tiền Lạng vàng xung quanh nơi trung tâm thành phố Xe cụ qua lại náo nhiệt vô cùng Cô không hề che đi gương mặt giống như hạ Chọn cái nơi trông sang trọng nhất Cô bước vào Biết đâu vào đây lại khéo vừa vặn Để người ta bắt gặp tiểu thư vân ra ăn chơi trác táng Người bảo vệ nhìn phong cách ăn mặc quê mùa Ông ta lập tức cản lại Nơi đây không phải ai cũng vào được đâu Sam cười đến xinh đẹp Gương mặt gầy gò mệt mỏi Nhưng không che được nét đẹp đó Bàn tay nhỏ vạch chiếc cặp chứa sắp tiền Rồi ngẩng lên nhìn lũ người đó Như thế này không đủ à Chẳng phải bọn họ nói số tiền này đủ để tôi sống mấy chục năm Bảo vệ ngước nhìn lập tức ho khan vài tiếng Ông ta không ngăn cô nữa Trái lại bắt đầu mời chào Sam bước vào trong Cô không ngu ngốc đến nỗi không biết đây là đâu Phía bên ngoài để hai chữ Đế cực rát vàng trông rất sang trọng Bên trong những cậu ấm cô chiêu Nhà giàu thượng lưu Ánh đèn lóe những ánh xanh đỏ chiếu khắp căn phòng những người xung quanh ăn mặc phong cách sang trọng, mát mẻ Tất cả thoải mái thưởng thức Sam nhận ra phong cách ăn mặc của mình khác biệt Nhưng cô chẳng muốn quan tâm Cô lách người sang một bên hướng đến khu quẩy nước Người đàn ông pha chế nhìn cô ăn mặc như vậy Khóe môi không khỏi ngạc nhiên Hiện lên trong đầu cậu ta Thiếu nữ dân quê muốn trải nghiệm thú vui thành phố à? Nhưng càng nhìn gương mặt lại càng cảm thấy quen Trông như đã từng gặp ở đâu Sam không nói gì nhìn ly nước đo đỏ người đàn ông đưa tới rượu cô đắn đo đã hai ngày khi mẹ cô mất cô thức trắng không có đêm nào có thể ngủ được rượu cũng tốt thôi thứ khiến con người ta chìm vào tê liệt quên đi cảm giác đau buồn hiện tại vì đầu uống xong ly nước này cô gặp được mẹ trong mơ chẳng hạn cô cứ như thế uống vào lần đầu uống cô cảm giác đắng chát nơi vòm họng lan tỏa thứ này dở thật Nhìn vài phút sau Cái mùi vị đắng đắng lại là hương vị ngọt ngào nơi miệng Sao liền liếm đôi môi Lần nữa cầm ly rượu bắt đầu nhấp tiếp Vẫn là hương vị đắng ngắt Như khiến gương mặt nhăn nhó Sau đó lại cảm nhận được sự ngọt ngào Vừa nửa ly Nhưng cảm giác choáng váng hiện hữu Cô trước giờ chưa uống rượu Nên không hề quen với mùi vị này Người pha chế nhìn cô Ngoài việc ăn mặc quê mùa Trong gương mặt cũng xinh đẹp Cậu ta cầm điện thoại Vài giây sau bảng tin hiện lên bài viết của Vân Nhật Hạ một tiểu thư có tiếng trong giới thượng lưu vô cùng Ánh mắt ngưỡng lên như người phụ nữ trước mặt Người này là Vân Nhật Hạ Trả trách quen mắt như vậy Ba đế cực thiết kế theo chiều ngang hai tầng Từ phía trên rũ ngồi vị trí chủ quản nơi căn phòng Có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới Bên cạnh Phú Nhi Đại giật nhiệm Người đứng đầu lãnh đạo nơi đây Bách ngào ngán lắc đầu Trên tay điếu thuốc cháy đỏ rực Ánh mắt hướng xuống phía dưới Không biết đêm nay nữ nhân nào lọt vào mắt của ngụy tổng đây bách là người bạn lâu năm của dũng hiển nhiên cậu biết người đàn ông đó không bao giờ hứng thú phụ nữ nhạt nhẽo vô cùng những lần khi đến đây luôn đi bằng cửa sau nếu muốn gặp chỉ là không nghĩ dạo gần đây tần suất đến mỗi lúc mỗi nhiều chăng vì thực sự muốn tìm một người phụ nữ bên cạnh ánh mắt dũng nhìn xuống dưới sau đêm với nữ nhân kia anh thực muốn tìm lại cảm hứng cho đêm đó nhưng đúng là ngó bao lần vẫn chẳng gợi lên tí hứng thú gì Chẳng nhẽ đêm đó là hứng thú nhất thời Đôi mắt anh ta thâm thúy gương mặt tuấn tú Nhàm chán nhìn lướt qua biển người bên dưới lần nữa Để rồi ánh mắt dừng trên một người Ăn mặc phong cách quê mùa bước vào trong Gương mặt trông thật quen thuộc Người phụ nữ lúng túng bước vào Hành vi cử chỉ rõ ràng không hề quen thuộc với nơi đây Sau đó thì ngồi lên chiếc ghế Lúc này đây bác nhận ra sự khác lạ Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia là sao Cái phong cách ăn mặc này đừng bảo dũng ăn chay lâu rồi cho nên giờ đổi thức ăn nhé bác hiểu ý lập tức đưa đến chiếc camera được lắp nơi khu vực pha chế chiếc camera xoay chuyển góc nhìn liên tục đến khi chiếu ở khoảng nhìn rõ gương mặt người phụ nữ vân nhật hạ là cái tên đầu tiên hiện ra đây chẳng phải tiểu thư vân gia bách ngả lưng ra sau ánh mắt không rời màn hình hiển nhiên đoán đúng khi thấy gương mặt dũng nhìn chăm chăm dũng nhìn người phụ nữ lại nghĩ về lần gặp mặt cuối cùng anh đối với nữ nhân này không có chút hứng thú trừ đêm đó ra Sao lần này khi nhìn vào ánh mắt này lại tạo cảm giác khác biệt như vậy Rất nhanh Dũng rời khỏi bàn Trông thấy anh rời đi Bách lúc này nhếch khóe môi Ngoại trừ phong cách ăn mặc Tính ra gương mặt cũng xinh đẹp Đây là loại con gái mà người đàn ông như Dũng thích à Sam uống hai ly Cảm giác đầu óc xoay mỏng mỏng đến bí tỉ Cô không hay Phía sau có bóng dáng cao lớn Biên là say Nhưng cô cố chấp muốn uống nữa ít nhất rượu khi cô quên đi cơn đau ở thực tại, bàn tay loạn chọn cầm ly rượu, lập tức bị bàn tay khác ngăn lại. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt cáu kỉnh xoay hướng bàn tay đang ngăn cản. Mỏ ra đi. Đối diện gương mặt trước mắt, ánh mắt mông lung, ánh nước của cô hướng phía người đàn ông. Lập tức khung cảnh ánh mắt sạch sẽ đêm đó như tái hiện. Da thịt trắng nõn dưới thân anh, cả những âm thanh mơ hồ. Uống đủ rồi đấy. Rụng lớn giọng. Ánh mắt sâu thẳm như không thấy đáy Thoáng qua chút tức giận Như kiểu vì cái gì mà uống say như thế này Sam như người đàn ông trước mặt Cảm thấy quen quen Cô loạn choạng bước xuống Cơ thể không vững như muốn ngã Ngay lập tức được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô Cứ thế cơ thể nhỏ mềm mại Dựa vào lồng ngực vững trái đằng sau Dũng nhìn gương mặt này Anh nhớ đến bộ dạng mê hoặc đêm đó Bớt giác ít hầu anh chuyển động Sai đến độ này Lại còn ngồi một mình nếu anh không tới Đến lúc bản thân cô bị kẻ khác lợi dụng Thì sẽ thế nào Không hiểu vì cái gì Càng nghĩ anh lại càng bực bội Không nghĩ nhiều nữa Dũng lập tức bế cô lên Xàm chừng mắt Cơ thể như lâng lâng Đầu óc hoàn toàn bị rượu chi phối Đúng chính là cảm giác đã say Cô nhìn người đàn ông bế mình Đúng là quen mắt Đây chẳng phải người đêm đó Cô đã đổi tiền lên giường Đó là lần đầu của cô Vì cái gì anh ta bảo với Hạ là không phải để cô ta đến tận phòng bệnh của mẹ trách móc cô Gương mặt Sam dần dần có ánh nước dâng đầy Bị anh bế lên mà không ai biết bế đi đâu Lần đầu đấy Đêm đó là lần đầu Dũng nghe cô nói nhỏ Anh cúi đầu Ánh mắt nhíu lại ngạc nhiên vì sao cô nói vậy Từ khác Dũng dừng tại căn phòng VIP Lập tức thả thân thể nhỏ xuống tấm giường trắng mịn Sam nằm trên tấm giường trắng mốt Cơ thể nhỏ bị thả ra Đầu óc nhất thời choáng váng dù cô xuống nhìn cô Lại thoảng qua mùi rượu Bàn tay khi nãy bế cô chạm vào cơ thể mềm mại Ngay khi buông xuống Anh đưa tay chạm lên bả vai nhỏ nhắn của cô không muốn buông Sam nhìn anh Cô tức giận mắt trừng trừng Một lần nữa khẳng định Đêm đó của tôi với anh ấy là lần đầu đấy Dũng nhìn người phụ nữ trước mặt Anh không phủ nhận Quả thực anh biết đêm đó là lần đầu Đau Ánh mắt cô dần ngập nước Như thể trách tội người trước mặt Lần đầu đau lắm xanh bảo với họ không phải lần đầu để họ trách tội tôi sam đang say dù không rõ cô nói cái gì nhưng căn bản cô nghĩ gì trong đầu giờ phút này đều bật ra thành câu anh đối với cô ở khoảng cách gần hương thơm tử rượu từ đôi môi cô thoảng qua chẳng nhẽ cô trách tội anh không chịu trách nhiệm về đêm đó vì chuyện hôm bữa đôi môi sam ánh đỏ cô muốn nói gì đó lập tức đôi môi bị người đàn ông bao phủ anh vừa chạm vào đôi môi này Hương vị ngọt ngào lần trước thoảng qua Thoáng chốc cảm giác lần nữa gội lên Lần đầu đau à? Vậy lần này tôi nhẹ nhàng, được chứ? Âm thanh giọng nói trầm thấp mê hoặc vô cùng Vừa dứt lời Bàn tay níu lỏng sợi dây cả vạt Dứt khoát kéo ra Sao khó chịu, bàn tay yếu ớt đẩy anh Nhưng thân hình to lớn sớm kìm hãm Thân thể nhỏ bé của cô Đầu cô quay mỏng mỏng Lại còn bị đè trên cơ thể Cô thực sự muốn phản kháng nhưng lại không có sức lực, chân tay mềm nhũn vì rượu, rồi sau đó anh trực tiếp xâm chiếm lấy cô. Bên ngoài trời càng về đêm, người cũng dần tản đi. Hơn 4 giờ sáng, Sa mê giật mình tỉnh lại, cô cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô khẽ chạm, lại giật mình khi nhận ra phía bên cạnh truyền đến hơi thở ấm áp. Cô chậm rãi nhìn, ký ức đêm qua mơ hồ vụn vặt tái hiện. Cô nhíu mày gửi trước mặt, vài giây sau cả kinh nhận ra Người này là người đàn ông đêm trước mà Những tưởng đêm đó đã kết thúc Vì cái gì mà cô cùng hắn ở đây chứ Giảm sợ lắm Cô loạn choạng bước xuống giường Vơ vét quần áo Cô thở phào khi nó không làm sao hết Vội vã mặc vào rồi vội vã rời đi Vì nơi này vẫn còn là khu vực đế cực Nhưng căn phòng cô bước ra là phòng VIP Trừ một vài người thân quen với ông chủ Mới có quyền bước vào Các vệ sĩ canh gác ở khu vực ẩn nhìn nhau từ không biết nên làm gì nữa, bởi cô gái vừa bước ra từ phòng ông chủ của họ. Từ sau đêm lần trước, dũng dặn dò cẩn thận không được cho bất cứ nữ nhân nào xuất hiện trong phòng anh. Như đêm qua, đám vệ sĩ đâu có mù khi tự tay ông chủ mang nữ nhân này vào phòng. Trời dần sáng, dũng khi này đã tỉnh, nhìn người trên giường rời đi, một chút hơi ấm cũng không còn. Đêm qua còn trách tội anh không chịu trách nhiệm. Nhưng tưởng hôm nay cô ở lại Đòi anh chịu trách nhiệm Đâu có ngờ cô sẽ rời đi Dũng cảm giác rõ ràng Như anh bị người phụ nữ bỏ rơi Rất nhanh Người đàn ông thay bộ đồ chỉn chu Thân vận âu phục áo sơ mi trắng Nhìn sơ qua thì đơn giản Nhưng đều được anh đặt may riêng Giá trị cũng không hề nhỏ Giá người hoàn mỹ vô cùng Gọi cho mẹ tôi Bảo liên lạc mời người vân ra đêm nay tới nói chuyện Tôi muốn xác thực mối quan hệ trợ lý lập tức gật đầu hạ đêm đó cô ta đi dự tiệc với bạn chẳng hay biết những việc xảy ra ngay khi về đến nhà bà diễm nhu lập tức lao đến có gái ơi có đúng là vật báu hạ chưa kịp thích nghi lập tức bà diễm nhu vỗ vai đêm qua chính ngụy phu nhân gọi điện lần nữa có bảo lần này xác định mối quan hệ rõ ràng đấy vài ngày trước đuổi họ giờ thì chủ động mời chào không thể có chuyện tự dưng như trên trời rơi xuống như thế bà nhu nhìn gương mặt con gái trở nên khó hiểu chẳng phải đêm qua con ở cùng cậu ngụy à sáng nay khi ngụy phu nhân gọi điện quả thực câu ý tứ nhắc về việc hạ ở cùng với dũng hạ lặng người khi nghe câu nói đó đêm qua cô ta hoàn toàn đi dự buổi lễ đâu hề có mặt đâu nhỉ sau lần cuối cùng đó em là sợi tóc người đàn ông cũng không thể nhìn được sao có thể ở cùng với dũng cả đêm bàn tay cô ta siết chặt ngầm đoán được là ai chẳng nhẽ chị ta thực sự chưa rời đi mặc dù tin ngụy phu nhân đưa đến với nhà cô ta là tin tốt nhưng chắc chắn khi nói đến việc này hoàn toàn là do sam tác động rõ ràng dũng chính xác đối với sam có gì đó hai người cùng một gương mặt được nếu đã vậy hạ chắc chắn không để cho người chị đó yên ổn đêm ấy sau khi người vân gia chuẩn bị lần này hạ ngầm đoán nếu thực sự vì sam chẳng nhẽ dũng để ý phong cách ăn mặc quê mùa của cô ta ư hạ nghĩ đến đó không lựa bộ đồ đắt tiền nữa thay vào đó chọn chiếc váy trắng đơn giản mái tóc không tạo kiểu chỉ để đơn giản uốn cong bình thường chiếc xe rất nhanh dừng trước cửa biệt thự ngụy ra đèn khắp nơi chiếu sáng người bảo vệ lập tức kéo cửa nơi chiếc xe đi vào đèn điện dọi sang trọng ông thành và bà diễm nhu bước vào hạ cẩn thận đi theo sau lần này khi bước vào dũng ngồi sẵn ở ghế cùng với mẹ dáng lương anh thẳng tắp gương mặt đẹp như điêu khắc lần nữa hút hồn cô ta Ba người cũng nhanh chóng ngồi vào ghế Dũng nhìn hạ trước mặt Phong cách lần này khiến anh quả thực thay đổi suy nghĩ Nhưng ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt Rồi nhìn thẳng mắt của hạ Suy nghĩ hiện ra trong đầu anh Rõ là giống hệt người hôm qua Vì cái gì bây giờ không còn hứng thú vậy nhỉ Chẳng nhẽ cứ đến bước dặm hỏi như thế này Bản thân anh lại thấy chán nữa Dũng lần nữa nghi ngờ phán đoán của mình Trong đầu tái hiện gương mặt Người phụ nữ đêm qua đầy ngọt ngào dưới thân anh Anh nhớ rõ sẽ thực sự vì câu nói có trách tội của cô Mà xác nhận mối quan hệ Bà nhiên nghi hoặc nhìn đứa con trai Ban sáng sai người dặn là bảo muốn gặp mặt Bây giờ lại bày ra cái bộ dạng trạng thái lạnh lùng xa cách là sao chứ Dũng bỏ hai tay vào túi quần Lần nữa đứng dậy rồi đi Mọi chuyện cứ theo kế hoạch Người đàn ông rời khỏi vị trí Hạ trột dạ Không muốn để chuyện xảy ra như hôm bữa Vội vàng đứng lên đi theo Dũng Lần này người đàn ông không ngăn cản bởi chính bản thân muốn xác thực lần nữa cảm giác với cảm xúc đêm qua và hiện tại như thế nào Rốt cuộc nó khác nhau ở chỗ nào đây Hạ đi theo anh trong thang máy Nhưng lúc này người đàn ông không hề có biểu cảm gì Ánh mắt theo quán tính của người đàn ông nhìn xuống phần cổ trắng ngần của Hạ Anh nhớ đêm qua đôi môi anh dây dưa không dứt nơi đó Tham lam điên cuồng liên tục Nhưng nơi này lại không có dấu vết gì Hạ nhìn chăm chăm người đàn ông Muốn có ý tứ thăm dò liền lên tiếng Đêm qua Bàn tay nhỏ đeo chiếc vòng lấp lánh đắt tiền Đưa tay đặt lên vùng cổ Dũng như người phụ nữ Anh khẽ nhách môi Ý muốn đợi người trước mặt nói câu tiếp theo Ngay lúc này cửa thang máy vang lên tiếng Cánh cửa lập tức mở ra Dũng bước ra Hạ vội vã theo sau Người đàn ông bước đi Sau đó dừng ở căn phòng làm việc Hạ léo đẽo bước vào ngoan ngoãn vô cùng Cánh cửa phòng được đóng Dũng xoay người nhìn người phụ nữ trước mặt Bàn tay níu lỏng cà vạt Đêm qua không mệt Giờ vẫn vội vã muốn lên giường tiếp à Hạ cao mày Lần nữa khẳng định phán đoán của mình rõ ràng Sam vậy mà thực sự lén lút lên giường Với người đàn ông này Cô ta không biết trả lời sao Rất lâu sau đó ngước nhìn người đàn ông Được cùng với anh đó là vinh dự Đâu có mệt mỏi chút nào đâu Anh nhíu mày khẽ ồ một tiếng Tức khắc đem thân thể nhỏ nhắn Đặt lên bàn làm việc Giam cầm cơ thể trong vòng tay anh Dụ gối đầu nhìn đôi mắt người trước mặt Hạ căng thẳng Nhắm chặt môi theo quán tính Nhưng đợi rất lâu không thấy người đàn ông chạm vào Bỗng cô ta cảm giác nhẹ bẫng Cơ thể khoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh Dũng buông người trước mặt Ánh mắt anh đen nhánh Không rõ đang nghĩ gì Hai ngày nữa tổ chức tiệc đính hôn Tôi làm như những gì tôi nói Xác thực mối quan hệ Cánh cửa phòng được mở ra Dũng lập tức rời khỏi Để lại hạ vẻ mặt hụt hẫng Bàn tay cô ta từ từ siết thành nắm đấm Đêm đó Sam trở về nhà Gần như cả ngày trời cô tắm đi tắm lại Nhưng vẫn không thể xóa đi dấu vết ái muội trên cơ thể Cô thả nhẹ lưng trên tấm giường trống trải Bình thường chỗ bên cạnh mẹ luôn nằm cùng Giờ phút này chẳng còn ai Cô đưa tay của sang trống rỗng Lần nữa nước mắt tuôn trào Đêm đến ngoài cửa vang lên tiếng gõ Cô cơ thể mệt mỏi cũng chẳng muốn quan tâm Lấy chăn chùm đầu tránh đi cái thứ âm thanh đó nhưng vài phút sau tiếng động lớn vang lên sam chìm trong cơn mê man cảm giác tay chân bị trói chặt lần nữa mở mắt đã thấy ở trong xe cô vùng vậy muốn thoát ra nhưng nhận ra chiếc xe di chuyển trên con đường quen thuộc điểm đến vậy mà lại là vân xa khi vừa đến nơi thoáng chốc lũ người trên xe ném sam xuống nền đất vừa mở mắt cô đối diện với hạ thứ đầu tiên sam đón nhận một cú tát trời dáng từ hạ ánh mắt cô ta nhìn cô chăm chăm trông rất chi là tức giận tôi bảo chị cút khỏi thành phố này vì cái gì làng vảng ở đây hơn nữa đêm qua ai cho phép cùng anh ấy lên giường sam nhận ra vấn đề cô ta nói tới thoáng chốc chẳng hề có bộ dạng lúng túng gò má bị tát ủng đỏ nhưng vẫn ngừng đầu nhìn khoe môi nở nụ cười khiêu khích ông thành lẫn bà diễm nhu đứng đằng sau nhìn một màn này đến giờ họ hiểu vì sao người ngụy gia đột nhiên gọi lại ra là vì con nhỏ này lên giường với người đàn ông đó nữa trông sam vẫn cười hạ không nhân nhượng tát xuống lần nữa đồ ngu cô đúng là đồ ngu sam lẩm bẩm một câu vừa đủ cho hạ nghe được chị bảo tôi ngu Nắm tay hạ siết chặt lập tức quay sang nhìn ông thành cùng bà diễm nhu đứng ở xa cô tật tức đến đen mặt lớn giọng hét với đám người hầu xung quanh Dây đâu? Dây đâu? Người hầu rất nhanh đưa đến sợi dây cô ta hay dùng. Hạ căn bản bị chiều đến hư, vẫn luôn dùng sự tự mãn của mình, dùng cả bạo lực để giải quyết vấn đề. Đây là nguyên do cô ta vướng vào vấn đề bạo lực học đường sau đó bị tố. Từng đợt roi ra quất xuống trên nền đất, từng đợt một, như thể dùng hết sức lực vậy. Âm thanh chát chúa vang lên vang dội vô cùng. Sam bị trói không thể chống cự, nhưng từ đầu đến cuối một câu than cũng không hề cất lên. Cơ thể nhỏ yếu ớt chỉ biết run rẩy Đám người hầu bên cạnh không khỏi sợ hãi Phải nói từ lần cuối sau khi cô chủ bị tố bạo lực Hạ chưa hề bày ra bộ dạng đáng sợ thế này Đây chính là lần đầu họ thấy cô chủ tức giận sau rất nhiều năm Hạ đánh Đánh đến khi cảm thấy thỏa mãn cơn giận Cô ta ném sợi dây xuống Sợi dây màu da, Nhưng thấy rõ màu máu trên đó Nhìn người dưới nền đất Tóc tai bù xù Cơ thể mặc áo trắng vết đỏ loang lổ Lớp áo bả vai đến tay đều bị rách Máu từ đó chảy ra Nhưng rồi Sam lần nữa quay lại nhìn hạ Cô nở nụ cười Trên đôi môi thoáng vết bầm tím Màu đỏ từ máu ở khóe môi cũng dần dần bắt mắt Hạ Em nên biết Giờ chị không còn thứ gì để em lấy mà đe dọa chị nữa đâu Sam nở nụ cười Ánh mắt hướng phía ông Thành và bà Diễm Nhu đứng từ phía xa Cô lặp lại lớn giọng Tôi nói đúng không thưa ông bà Vân Mẹ cô đã mất Bọn họ còn gì có thể đe dọa Ngoại trừ cái mạng này đây Hạ nhìn bộ dạng khiêu khích Tức giận xoay người trở vào trong Nhưng giọng nói Sam vọng lại Em biết gì không Người đàn ông đó rất tuyệt Sam biết cô hoàn toàn chọc giận lũ người vân gia này Nắm tay Hạ siết chặt Trong đầu ngầm tính toán những việc cô ta sẽ làm tiếp theo Hạ vốn định đợi Chỉ cần hai ngày nữa xác thực mối quan hệ với người đàn ông đó cô ta đem việc sam đã ra tù lần nữa sướng lên cho người thành phố biết cứ như thế đêm đó người hầu lập tức đem cô nhốt lại trong nhà kho sam yếu ớt ôm chặt cơ thể nhỏ cô chỉ dám ngồi dựa bởi vì khẽ động thôi cơn đau tái hiện nhà kho trống toàn là đồ cũ bụi bạm bám tương đối nhiều vài vết nứt khắp căn phòng ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu dọi qua càng hiện lên thân ảnh nhỏ đáng thương sam rơi vào cơn mơ nhưng được vài phút thì cô chợt tỉnh từ lâu gương mặt đầm đìa nước mắt mẹ à cô bất chợt thốt lên nhưng rồi nhận ra không có ai một lần nữa cô giữ lưng vào tường đáng lẽ lúc đó không nên rời khỏi mẹ đáng lẽ không nên trở về nhà chỉ vì cô rời đi có một chút mọi thứ thành ra như vậy sam cắn chặt môi khóc đến thút thít vân ra tất cả là do bọn họ nếu không mọi chuyện không xảy ra như thế này trong khoảng ngày sau đó Sam gần như bị nhốt biệt lập đám người hầu cứ đến giờ mang đồ ăn tới ném vào trong không khác gì coi cô như con thú sam gần như không ăn cô nhìn đống cơm thiêu bàn tay tự lâu siết chặt đến ngày thứ hai cũng là ngày xác thực mối quan hệ hạ mới trở lại khu vực nhà kho nhìn vào sam gương mặt tái nhợt đến thảm hại cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng cô ta <laughs> tội nghiệp thật sam nhắm mắt nhưng hoàn toàn nghe thấy câu nói đó Cô vẫn im lặng không nhất quyết nói gì Hạ cho rằng cô cố tỏ ra không sao Bản thân cũng không chấp nhận với một kẻ thua cô ta về mọi thứ Thế là cô ta kiêu ngạo rời đi Sam hôm nay được thả ra Khắp người cô toàn vết thương dần dần khô lại Người hầu nhìn cô chăm chăm Họ được giao nhiệm vụ tắm rửa sạch sẽ Cũng như che đi các vết thương Bởi sau hôm nay Ông Thành lập tức lôi lại các tin tức 3 năm trước Vốn nếu Sam không trở lại mà rời đi ông thành có thể giấu nhẹm đứa con gái này bởi trước đó ông mua lại tin tức không để việc với đứa con này ảnh hưởng về một gia đình được cho là gia giáo như ông ta chỉ là mọi chuyện không giấu nhẹm đi được khi mà có người trông thấy sam trước đó ông ta thực sự sợ mọi chuyện bại lộ đành phải đi trước một bước chứ làm sao dù gì sắp là thông gia với ngụy gia ông ta cũng không cần kiêng nể bởi vì là ngày thực hiện lễ đính hôn sam bắt đầu mơ tưởng nhiều thứ Người thực hiện trang điểm cho cô ta Là người có tiếng trong giới Kẻ lễ phục cũng là loại đắt tiền Từ đầu đến chân mọi thứ khoác lên người Đều được lựa chọn kỹ càng Nếu đính hôn Chắc chắn Dũng đã ưng ý Vậy thì hạ cô ta tương lai sẽ là vợ của Dũng Người mai ai nhìn vào cũng ghen tị Thế là hạ ăn diện xinh đẹp Lập tức đến khu vực nhà hàng đặt trước Nhưng khi tới đây lần đầu Cô ta chẳng hề trông thấy có nhiều người lựa người lại tẻ phần lớn toàn người phục vụ cũng chẳng trông thấy người ngụy gia diệm nhu trông thấy như vậy an ủi đứa con gái của mình còn nửa tiếng mới diễn ra lận có lẽ người ngụy gia đang bận gì đó mới không có mặt hạ cũng tự an ủi bản thân kết quả khi đúng giờ bên ngụy gia chẳng có một ai mãi lúc sau có một người đàn ông tuổi trung niên bước vào ăn mặc phong cách sành sỏi vừa nhìn đã biết là người có học thức xin chào tôi là quản gia ngụy gia hạ không vui nhưng vẫn cố nở nụ cười đúng tiêu chuẩn lễ phép cuối người hôm nay ông chủ gần như rất bận em là không thể sắp xếp thời gian tới tôi thay mặt ông chủ đến giao tín vật của ngụy gia mong tiểu thư thông cảm quả ra cầm chiếc hộp đưa tới xong việc thì cuối người lễ phép rời đi hạ nhìn chiếc hộp cẩn thận mở ra vài giây sau gương mặt há hốc mồm kinh ngạc đây là thiên tri chi vũ chiếc vòng cổ được xem là báu vật của cả thế giới trị giá lên tới gần triệu đô đó giờ cô ta chỉ nghe qua và nhìn trên hình ảnh Vậy mà bây giờ được tận mắt chứng kiến Nhìn ánh sáng đỏ lấp lánh xa xỉ Hạ vì trị giá chiếc vòng quên mất bản thân bị người đàn ông bỏ rơi Cô ta vui vẻ đeo lên rồi quay lại nhìn Diễm Nhu một cách tự hào Không thể phủ nhận trị giá chiếc vòng cổ không hề nhỏ Hơn nữa là món đồ có một không hai Hạ trở về ngôi nhà khi này trời đã tối Cô ta hãnh diện bước vào trong Chiếc vòng cổ tỏa sáng tô điểm cho dáng người của cô Nơi đầu tiên cô ta đến là nhà kho Nhưng Sam không ở đây Cô ta vội vàng hỏi mới biết đang trong phòng cùng với ông Thành Ừ nhỉ, nốt hôm nay Ngày mai ông Thành sẽ sai lựa người phóng viên tung việc Sam đã ra tù Dũng từ máy bay xuống thì nghe tin báo từ trợ lý Quả ra bảo Vân Tiểu Thư rất thích món quà của ngài Sau hai ngày trước Người đàn ông gần như không để tâm đến hạ nữa đối với việc đính hôn anh cũng diễn ra trong âm thầm tuy dũng không còn hứng thú nhưng có thể diễn qua loa được anh cũng không thể bỏ bê đây là anh đối đáp với cảm xúc của hai đêm lần trước đi đến vân gia trợ lý nghe vậy lập tức gật đầu hướng xe bắt đầu thay đổi rất nhanh chiếc xe sang trọng dừng trước cửa biệt thự vân gia khi này vẫn sáng đèn người hầu trông thấy bên ngoài có xe sang trọng thì lập tức báo cáo hạ khi nãy đã trở về phòng thay đồ nên khi nghe người hầu báo lại cô ta lập tức nhanh chóng sửa soạn bản thân dũng vậy mà chủ động đến đây mà lúc này cuộc trò chuyện ngắn của sam lẫn ông thành kết thúc cô bước trở xuống lầu đôi chân trần đi trên nền đất thoáng chốc thấy vết thương từ đợt trước chưa khỏi dũng xài bước vào trong vừa hay nhìn thấy người con gái đang bước xuống đôi mẹ nhíu lại ánh mắt dừng trên gương mặt nhợt nhạt cả ánh mắt trong vắt của cô sam nhận ra người đàn ông đó bước chân khựng lại Thoáng chốc mấy hình ảnh không đứng đắn đêm đó hiện lên trong đầu Cô hít thở sâu Nhanh chóng xoay người bước xuống lầu Hướng về phía sảnh chính Vừa hay đi qua anh Lập tức cánh tay mảnh khảnh bị người đàn ông nắm lấy Đi đâu? Tôi ở đây Dũng nhìn cô Thoáng chốc trong ánh mắt anh dường như xuất hiện nhu tình Người đàn ông lực xiết tay ban đầu rất mạnh Nhưng rồi cảm thấy vị trí anh đang nằm ươn ướt Đến lúc ngẩng xuống Thấy ống tay áo trắng của cô thoáng qua vệt máu Ngay lúc này Giọng nói từ trên lầu truyền xuống, Dũng lần nữa ngoảnh đầu lên nhìn. "Anh Dũng à, em ở đây." Hạ nhìn phía hình ảnh đó, bàn tay giấu bên dưới siết chặt thành nắm đấm. Cô ta vậy mà quên mất sự tồn tại của Sam, để chị ta có cơ hội xuất hiện trước mặt Dũng. Cô giữ bình tĩnh, vài giây sau cô ta nở nụ cười. "À, đó là chị em, chị ấy vừa trở về từ trại giam." "Vừa mới từ trại giam à?" Trong ánh mắt người đàn ông dần xuất hiện nét khinh thường. Dũng nhận ra bàn tay đang nắm Anh mới buông ra Sam nhíu mày nhìn anh Tầm mắt rơi trên ống tay áo nhuốm đỏ Về thương lần trước chưa khỏi Nay bị anh siết đến mức lần nữa chảy máu Sam gương mặt lạnh nhạt Xoay người muốn rời đi Nhưng bị hạ trên lầu nói vọng xuống Giọng nói mang theo sự quan tâm giả tạo Chị à trở về phòng đi Chị đi đâu thế Trời cũng đã khuya rồi mà Khỏe môi Sam nhếch lên Xem ra đang mua diễn cảnh tình thâm Người vân xa nói về độ lật mặt Cô chỉ có thể dùng hai từ rất tuyệt Sam không đoái hoài Xoay người trở lên hướng cầu thang Đi dần về phía hạ vẫn đang đứng chôn chân Chị nhớ chị không tốt về em nhắc lại Phòng chị ở đâu thế Hạ đưa tay chỉ Dạy hai bên tay trái Dứt câu Cô ta xoay sang gương mặt nhìn Sam Trừng mắt nhìn cảnh cáo Cật giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe Tôi cấm chị có bất cứ ý đồ gì với anh Dũng Sam trông vậy chỉ khẽ cười một nụ cười rất tự nhiên Như khiến cho Hạ trột dạ sợ hãi Bởi dù gì đi nữa Việc Dũng để ý đến cô ta là do Sam đã lên giường Điều đó chẳng thể phủ nhận được Hạ khi này mặc váy ngủ mong manh Cẩn thận đi xuống hướng phía Dũng Cô ta muốn nắm cánh tay anh Người đàn ông lập tức xoay người Khi cô ta không kịp mà loạn trọng Tôi vừa kết thúc công việc Không kịp giờ làm lễ Em không giận chứ Hạ lắc đầu Người đàn ông đến đây mừng còn không kịp ý chứ Em không, cảm ơn món quà anh tặng Dù nghe vậy, cảm thấy trách nhiệm đã xong xuôi liền xoay người rời khỏi Hạ không muốn người đàn ông này rời đi Nhanh chóng ôm lấy cánh tay và trong lồng ngực của cô ta Cố gắng dùng sự quyến rũ của cơ thể phô bày Nhưng nháy mắt trông thấy ánh mắt u ám của Dũng Bỏ ra Người đàn ông ra lệnh Nhất thời không hiểu vì sao Cảm thấy khó chịu với sự tiếp xúc của Hạ Hạ sợ hãi bội vàng nghe lời bỏ ra Cứ như vậy Dũng rời đi Thành khi này mới làm xong việc Ông chậm rãi bước xuống lầu Những việc làm ban nãy cũng trông thấy một phần Bố dị nói chuyện với Sam Đó là vì ông ta đang nhắc nhở Đừng tiết lộ gì hết Một phần là đe dọa Trái lại sự đối đáp từ cô chỉ là sự ngang ngược Sự kết hôn của ông Thành Và bà Diễm Nhu đều đến từ vụ lợi Cho nên đối với con cái Suy cho cùng cũng chỉ là thứ Để họ kiếm tiền thôi Năm đó danh tiếng vân gia vang xa như thế nào ai cũng biết sau khi lão phu nhân qua đời hơn phần nửa tài sản gần như chính là dành cho hạ cả tập đoàn vân gia hoàn toàn nằm trong tay ông ta cho nên với sự vứt bỏ sam một chút hối hận bây giờ cũng không có chỉ là sau khi vân gia rơi vào tay ông ta sự thịnh vượng không hề còn như ban đầu dần dần rơi rớt chỉ ở tầm trung nhất là sau khi lộ ra những chuyện của hạ ông ta biết hạ được chiều hư đến thế nào nhưng hiện giờ hạ chính là công cụ kiếm tiền duy nhất Hạ nhìn người cha đứng trên lầu Cô ta xoay người rời đi Lập tức xông vào căn phòng ban nãy chỉ cho Sam Sam vẫn đang đứng Dường như biết được cô ta sẽ xuất hiện Sao? Hết muốn diễn rồi Hạ nghiến chặt răng Cút xuống nhà kho đi Sam không nói gì lặng lẽ bước đi Vẫn một điệu bộ lạnh nhạt như vậy Nhưng một lúc Hạ gọi lại Thôi chị ở đây Dù gì sau này chị cũng không yên ổn là bao Hạ đang nghĩ Dù gì sau này hẳn cha cô sẽ hoàn thành tung chuyện giam đi tù Thôi thì sao cô ta có thể chấp nhặt với một kẻ tội đồ nhỉ Mà quả thực sau đêm đó Tin tức về việc tiểu thư thứ hai vốn bị giấu nhẹm Chẳng hiểu như thế nào lần nữa rộ lên Dũ ngồi trên xe Ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay có dính máu đỏ Nữ nhân đó thế mà bị thương Người đàn ông lần này không trở về ngụy gia Thay vào đó về biệt thự tư nhân riêng anh lần nữa sai người điều tra các tin tức đó Khoảng chừng nửa đêm Toàn bộ thông tin được gửi qua mail làm việc của anh Vân Nhật Sam Đại tiểu thư Vân Gia Trước đó được nuôi ở nước ngoài Sau khi trưởng thành đem về Vân Gia chăm sóc Nên chưa ai hay sự hiện diện Bạo lực học đường Bước ép một học sinh cùng trường Khiến cho gia đình đó phải kiện Sử dụng chất cấm Quan hệ tình dục bừa bãi Não phá thai Năm đó khi tin tức rộ ra Người vân gia thương đứa con không hiểu chuyện Ban đầu mức phạt án 5 năm tù Nhưng sau đó thuê luật sư giảm tội chỉ còn 3 năm Sau đó loạt tin tức xa mới ra tù rộ lên Trong đó có đoạn video ngắn hôm ra tù Toàn cảnh quay lại việc hạ đến đón Kết quả đưa hoa liền bị Sam đẩy ra Chẳng hề có một câu nào tốt đẹp Gương mặt người đàn ông nhíu lại Rơi vào dòng chữ Quan hệ tình dục bừa bãi Vậy mà ban nãy anh có cảm giác kỳ lạ với người phụ nữ này Đúng là nực cười Vốn sau khi tung tin Vân Gia bị ảnh hưởng không ít Về việc chịu tác động cổ phiếu giảm Không ít người bắt đầu giúp cổ phiếu đang đầu tư Chính vì thế Hôm đó ông Thành tổ chức diễn cuộc họp báo Vấn đề đêm qua Ở cuộc trò chuyện của hai người Là vì hôm nay ông ta muốn bắt Sam Đứng ra trước ống kính thú nhận Cả cuộc họp báo Ông Thành ngồi vị trí trung tâm Loạt ống kính hướng đến ông ta Phía bên cạnh là Sam, gương mặt trầm ngâm, đôi môi quyệt đại ánh son đỏ, chỉ vì ông Thành không muốn để cánh phóng viên thấy cô nhợt nhạt. Rất lâu sau, Sam nhìn vào ống Kính chậm rãi trả lời, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, trong đầu là những câu nói được biên kịch sẵn của ông Thành bắt cô phải nói. Thời gian cải tạo 3 năm, nay được trở lại với xã hội. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực thay đổi bản thân. Sẽ không để bản thân xa ngã, bên cạnh đó cố gắng báo hiếu, không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Phóng viên đưa micro đến chậm rãi nói Năm đó khi cô bạo lực học đường Không biết đã hai cô gái bị cô bắt nạt Trở nên ít nói xa lánh với thế giới chưa Đến giờ cô ấy chưa can đảm đón nhận xã hội này Sau đó là loạt tiếng chửi rủa thậm tệ Thậm chí vài kẻ bắt đầu ném những thứ bẩn thỉu lên người Rau đã héo, trứng sống thối, rồi rác thải Hạ trước kia ước hiếp bạn học không ít Nhưng tất cả đều âm thầm chịu đựng chỉ là không nghĩ lần nữa thực hiện Lại rơi vào nạn nhân có gia thế không hề nhỏ Chính vì vậy năm đó Gia đình nạn nhân lên tiếng Căn bản không chừa đường lui cho hạ Bên cạnh đó Các việc xấu hạ làm bắt đầu được bới móc Đó chính là lúc Vân ra tìm đến Sam Sam lặng người Với những món đồ bị ném lên người Cô không có quá nhiều biểu cảm Mặc cho bản thân hứng chịu Ông Thành ngồi cạnh Đối với những câu nói vổ vập Quả thượng có nhiều câu ông ta không ngờ đến Ánh mắt căng thẳng nhìn về phía Sam Trong lòng chỉ mong cô lựa chọn câu trả lời sao cho hợp Những việc này đều do tôi làm Tôi sẽ chịu trách nhiệm Mong mọi người đừng ảnh hưởng đến gia đình tôi Bọn họ đều vô tội Cảnh phóng viên muốn làm khó tiếp Nhưng khi câu vừa dứt Ông Thành cho lui hết vào Hết thời gian buổi họp báo Bảo vệ nhanh chóng cho người giàn trận Ngăn cản những người cố ý định muốn tiếp tục quay Bước vào phòng khuất Sam khẽ cười nhìn ông ta Đùa cười nhạt nhẽo vô cùng Sao ông hài lòng chưa? ông thành đi bộ dạng quẩn thỉu trên người cô. ông ta có chút trột dạ. sam vốn còn tưởng không còn mẹ, bọn họ đã hết thứ có thể lấy ra đe dọa. nhưng đêm qua ông thành nói với cô, từng lời nói đâm vào tai khiến cô không khỏi ngạc nhiên về mức độ cầm thú của một kẻ làm người như ông ta. xác mẹ mày trôn ở nghĩa trang vân hòa ư? nếu ngày mai mày không theo tao lên làm rõ, ấy, mày nghĩ xác mẹ mày được trôn ở đó yên ổn không? Ông ta thế mà lấy một người đã mất ra đe dọa Khiến cô nhất thời không thể tin nổi Bàn tay nắm lại Khớp ngón tay xiết đến trắng bệnh Sam rời khỏi cuộc họp báo Nhưng bản thân không nghĩ lại là vấn đề bàn tán của dư luận Ngay khi bước ra ngoài Hàng loạt người cứ thế trọi rồi ném đồ phía cô Ánh mắt cô an tĩnh không gợn sóng Cảm thấy trước mặt chỉ là mảng tối xoay mỏng Chẳng hề nhìn thấy thứ gì Cô cứ mặc định đi về phía trước Không khác gì cái xác di động Đám người vẫn cứ ném Nhưng rồi nhìn cô thất thần mỗi lúc một xa Bọn họ ngưng lại hành động Giữa âm thầm dè biểu đánh giá Gần khu vực đó không xa Một chiếc Bugatti Karen an tĩnh đỗ lại Dũng lặng người Nhìn hướng người con gái đó một lúc Tầm mắt dừng che màn kính Và giọt nước mắt trong suốt vương lại trên cửa kính Càng lúc càng rơi nhiều Trời mưa Những bóng dáng người phụ nữ đi thất thần trên làn đường Mặc cho mưa xối xả xuống người dù không hiểu vì cái gì sự tò mò dâng lên anh lần nữa lệnh cho trợ lý theo sau phải hơn nửa tiếng sau người đàn ông mới biết điểm đến của cô khi thấy bóng dáng nhỏ đi vào khu nghĩa trang trời mưa to vô cùng nhưng bóng dáng nhỏ dường như không quan tâm cứ mặc kệ bước vào chiếc xe sang trọng lần nữa dừng bên đường trong đầu anh dấy lên suy nghĩ người phụ nữ này theo thông tin điều tra ở nước ngoài trước khi trở về nước ngoài người vân gia không hề có tin tức có thêm người thân nào lý do gì bước vào khu vực này mưa to xâm chớp đi đùng đúng là người phụ nữ ngu ngốc ban đầu dũng vốn không định để tâm nhưng khi nhìn buổi họp báo chiếu trên tv không hiểu vì cái gì anh tò mò muốn nhấp vào xem đàm phóng viên nháo nhào đến người trước mặt muốn hỏi để thu thập thông tin cho mình trái lại gương mặt người phụ nữ từ đầu đến cuối yên tĩnh trả lời không hề có sự lo lắng cứ như một cái máy được lập trình sẵn dũng lần nữa nhìn vào ánh mắt trên màn hình gợi lên cảm giác quen thuộc người đàn ông cau mày muốn né tránh nhưng vẫn không phủ nhận việc anh đang để tâm thế là anh lên xe đi đến địa điểm này sau khi sam bước vào khu vực đó dũng còn tưởng sẽ trở ra kết quả người đàn ông đợi hai tiếng vẫn không thấy trời thì mưa như chút nước anh lần nữa dấy lên cảm giác kỳ lạ ánh mắt anh sao động nhìn ra màn mưa một lúc sau anh sai trợ lý bước vào trợ lý vâng dạ vội kiếm cây dù bước ra cẩn trọng bước vào trong thăm dò Khoảng hơn 10 phút sau thì trở lại Cả người bộ dạng bị nước mưa rơi vào Bước vào trong xe báo cáo Tôi thấy cô ấy ngồi dưới ngôi mộ Dường như đã ngất đi ạ à. Dù nghe vậy Gương mặt âm trầm xuất hiện nét khác lạ Đem cô ta vào trong xe rồi đi đến bệnh viện nhanh đi Trợ lý vương lập tức gật đầu lần nữa xuống xe Trời vẫn mưa Cậu loạn trọng lại gần Sam đang dựng trên tấm bia mộ Đưa tay muốn thăm dò thử xem Nhưng mới được một lúc Phía sau có bóng lưng khác Cậu ngoảnh đầu Vậy mà chủ tịch đã đi ra ngoài Dũng mặc trời mưa cũng theo xuống xe Anh bước đi rất nhanh Nơi mộ vốn không có xây lớp nền Bên dưới toàn đất cát Đôi giày sang trọng theo đó dẫm vào nền đất bẩn thỉu Rồi ánh mắt dừng trên người phụ nữ Dựa trên tấm bia mộ Anh một tay bế lên Người trong lòng gương mặt tái nhợt Hơi thở yếu ớt Trên áo dài tay cũng ướt nhẹp Cứ như vậy anh bế cơ thể lên xe Mái tóc vương ít sau từ những người ban nãy ném lên cả màu trắng ố vàng của trứng sống, ánh mắt người đàn ông đang láy trong u ám vô cùng, mái tóc vì bước ra màn mưa mà rũ nước, Chỉ áo vest theo đó ướt nhẹp, cả vị trí anh ngồi cũng có nước mưa vương. Sam ngất đi, chân mạnh nhíu chặt, đôi môi tái nhợt. Cô được đặt nằm ở ghế sau, Dũng thì ngồi ở bên cạnh. Để khi tới bệnh viện, chính anh cứ thấy bế cô lên phòng bệnh. Những y tá nhìn bộ đồ ướt nhẹp theo đó lập tức thay giúp cô. Nhìn rồi cởi ra Các vết thương trên người cô lộ rõ Cánh tay tấm lưng dường như bị đánh Thế là từ bộ đồ bệnh nhân định mặc là dài tay Họ chuyển qua áo ngắn tay để dễ dàng quan sát vết thương Trợ lý vương khi này cầm bộ đồ khác để Dũng thay ra Bởi bộ đồ của anh cũng ướt đẫm vô cùng Lục Dũng trở lại phòng bệnh Trên người cũng là bộ đồ khác Anh lần nữa nhíu mày khi thấy trên cơ thể cô Có vô số vết đòn roi chưa lành Về máu lần trước cũng đến từ đây ư khi này trợ lý Vương trở lại phòng Bà nãy khi nhìn tên tấm bia mộ 12 tên trên đó là Châu Dương Một người phụ nữ Cậu lần nữa trình bày những gì cậu biết cho anh Theo như tin tức cách đây không lâu Có ghi nhận vụ tự tử tại bệnh viện Ngự Hòa Nạn nhân chính là bà ấy Trợ lý Vương đưa đến đoạn clip ngắn Do chính người dân gần đó quay lại Toàn cảnh về vụ tự tử Hình ảnh cô gái được cho là đứa con của bà Cũng như phát điên muốn nhảy theo bà Người đàn ông di chuyển phóng to màn hình Gương mặt chính là Vân Nhật Sam Trợ lý Vương tiếp tục báo cáo Nhưng lần này động thái có vẻ lúng túng Tin tức về mối quan hệ của người phụ nữ này Và cô Vân không hề rõ Trợ lý cũng đã tìm hiểu Quả thực không có chút thông tin Nếu để nói chính đáng có hai trường hợp Một có người nhúng tay Hai thực sự không có gì liên quan đến nhau Dũng cao mày, Anh phất tay ý chỉ không muốn nghe tiếp Tin tức trên mạng lan tràn toàn là hình tượng xấu Sam trong mắt bất cứ ai cũng rất tệ hại Tin tức về một người rõ rành rành như vậy Anh còn muốn điều tra cái gì đây Quan hệ tình dục bừa bãi Gương mặt người đàn ông bất giác cau mày Người phụ nữ đêm đó là lần đầu Hình ảnh cứ như thế mơ hồ tái hiện Hai người hoàn toàn khác nhau Hạ với Sam khác nhau Sao anh có thể tùy tiện gán ghép như vậy Trời bên ngoài mưa to Chưa có dấu hiệu dừng Người phụ nữ trên giường cau mày khẽ động Đôi môi nhợt nhạt rên rỉ Mẹ à Dũng lặng người nhìn Sam tỉnh dậy Trời vẫn tối Bên ngoài lúc này mưa lâm dâm Đầu óc xoay mỏng Cô cố gượng để ngồi dậy Bản thân lần nữa thắc mắc Sao mình ở đây nhỉ Nhìn kỹ lại Dựa theo ánh sáng yếu ớt Từ ánh trăng bên ngoài Lúc này mới thấy xung quanh toàn vật dụng truyền nước Cô vậy mà ở bệnh viện à Tâm mắt hướng phía góc khuất cách đó không xa thân ảnh cao lớn ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế Sam cố gắng nhìn kỹ lần nữa ngạc nhiên nhận ra đó là ai cơ thể bớt rác run lên sự bất an xâm chiếm cô vốn đâu phải hạ chẳng lẽ anh nhìn nhầm cô à ngài lời chưa dứt người đàn ông lên tiếng vân nhật sam giọng nói trầm thấp người đàn ông vang lên khẳng định việc anh nhận rõ người trước mặt là ai sam nhíu mày anh biết cô là ai ư vậy vì lý do gì giờ này xuất hiện ở đây cô vốn đâu phải vân nhật hạ cô cũng chẳng hề có quan hệ gì với anh Lúc này Dũ bắt đầu đứng dậy Người đàn ông di chuyển lại gần Khi thấy áp bức trên người anh Khiến Sam cảm thấy sợ Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo Hướng vào ánh mắt trốn tránh của cô Như muốn tìm kiếm gì đó Từ bên phía hành lang yên tĩnh Âm thanh khác lạ vang lên Hạ tìm phòng Bàn tay gõ gõ cánh cửa Chị Sam, chị ở phòng này đúng không? Sam như nhận ra gì đó Người đàn ông trước mặt chẳng phải có mối quan hệ với Hạ sao? Một suy nghĩ nhỏ lóe lên ngay tức khắc cô không còn bộ dạng sợ sệt Bàn tay nắm cổ áo dũng kéo xuống Anh không kịp phản ứng Khi gương mặt anh gần sát cô trong gang tấc Đôi môi mỏng cứ thế quệt nhẹ vào bên má Sam Hạ ở bên ngoài không do dự đẩy cửa vào Ánh mắt cô ta rơi trên hai con người đang hành động có chút mờ ám Anh Dũng à, em ở đây Cô ta lên tiếng Các khớp ngón tay của Hạ cũng dần siết chặt Nhìn cảnh tượng trước mắt trong đầu hiện mấy chữ Con nhỏ không có ăn học Đi dụ dỗ người đàn ông khác Dũng cao mày nhìn người con gái gần trong gang tấc Dường như mấy giây trước khi đối diện khoảng cách gần Anh vậy mà mất đi sự tự chủ Lập tức người đàn ông không nhây nhượng đẩy Sam ra Khiến lưng cô va vào thành giường Hạ không nói gì, cô giữ chút bình tĩnh Lại gần hướng giường bắt đầu hỏi Han Diễn kịch là người em gái tốt Sam, kết thúc buổi họp báo mà chị không trở về Nếu không phải vì có người bạn của em ở đây trông thấy chị Em không biết là chị bị thương, em lo lắng cho chị lắm đấy Trước đó khi kết thúc buổi họp báo Ông Thành trông Sam bị người dân mà sát Ông định lựa khoảng cách xa Khi người dân không bu lấy Sam thì đưa cô về Kết quả ông trông thấy chiếc xe sang đỗ cách đó không xa Bugatti Karen là chiếc xe có trị giá không hề nhỏ Không phải bất cứ ai cũng có thể sở hữu nó Vừa nhìn liên đoán chủ nhân chiếc xe là Dũng Ông Thành không thể theo sau Sam khi có xuất hiện của người đàn ông đó Cuối cùng chỉ có thể sai người đi thăm dò sau cùng biết Sam được đưa vào bệnh viện Ông ta viện cớ có y tá trông thấy liền sai Hạ đến đây Hạ khi biết Dũng ở cạnh Sam Sự bất an càng lúc càng lớn Vội vã đi đến nơi Những gì Hạ thấy đúng như những gì cô ta suy nghĩ Đúng là đứa lẳng lờ Sam vì lời quan tâm giả tạo Đôi lông mi rũ xuống Chẳng ai thấy rõ được biểu cảm của cô lúc này Cảm ơn em quan tâm Chị không sao Sau đó ánh mắt hướng nhìn Hạ Lần này biểu cảm ánh mắt hoàn toàn thay đổi Nó một câu chỉ đủ hai người nghe Còn nữa Người đàn ông đó của em tốt nhất giữ cẩn thận Nếu không chị có thể cướp đấy Hạ như ngạc nhiên với câu nói này Lại nhìn người trước mặt Và giữ gương mặt biểu cảm nhợt nhạt Cô ta không nghĩ câu nói như thế Có thể thốt ra từ kẻ bần hàn như Sam Bàn tay cô ta nắm lấy bàn tay Sam Vốn định xoa nhẹ như hỏi han Nhưng động thái dần dần cấu lấy bàn tay cô Sam không muốn nói gì Giật lấy bàn tay mình lại Lần nữa nằm xuống giường bệnh đắp chăn lên Tôi mệt rồi phiền hai người về cho Hạ cứng miệng Chị mệt rồi thì nghỉ ngơi đi ạ à, Ngày mai em đến thăm Nói đoạn cô ta nhìn Dũng Thời gian khi này rơi vào hơn 3 giờ sáng Cha anh mệt rồi chúng ta về thôi Hạ không hề rõ Tại sao Dũng ở đây cùng Sam lâu như vậy Rõ ràng thực sự bất an Dũng tầm mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua người trên giường Theo đó rời khỏi khi này, chiếc xe được trợ lý Vương thay bằng chiếc xe khác, tại chiếc xe ban đầu đã bị bẩn, chắc chắn chủ tịch sẽ tức giận. Ngày hôm sau khi Sam tỉnh lại đã là vào giữa trưa, lúc này căn bản không hề có ai đến thăm, bởi tình cảnh hiện giờ cô làm gì còn có mối quan hệ với ai. Như thế cũng tốt, chẳng cần phải làm gì hài lòng ai mà sống giả tạo. Sam gần như mấy ngày liền không trở về Vân gia, cô lại bệnh viện đợi các vết thương dần lành. Nếu cô thực sự trở về E là bọn họ tiếp tục hành hạ cô không ra gì Người vân gia không thấy sự trở về Nhưng vẫn biết cô ở lại bệnh viện Dù không thấy cô mới là an toàn Bởi trong mắt họ cô là vật chướng mắt Đến ngày sinh thần của ông Thành Nhưng căn bản Sam không trở về Vân gia vì muốn diễn vở kịch gia đình hòa thuận lên đến bệnh viện yêu cầu cô trở lại Vì là ngày sinh nhật Người vân gia lựa nhàng sang trọng trong thành phố mời gần như hầu hết bạn bè đối tác làm ăn trong giới hạ trong khoảng thời gian gần đây lần cuối cô ta gặp dũng là lúc ở bệnh viện sau đó người đàn ông luôn bận rộn hạ chỉ có thể thông qua điện thoại gửi tin nhắn liên lạc nhân sự việc này ông thành không ngừng hối thúc hạ mời dũng đến nếu thực sự nhân vật tiếng tăm như dũng xuất hiện vừa hay tầm mắt khẳng định mối quan hệ vân gia lẫn người ngụy gia bên cạnh đó cũng là đang bước tiến cho tập đoàn vân gia không ngừng phát triển Sam ở bệnh viện gần như đã tròn một tuần. Các bạn không ai mời cô về, chắc hẳn là do Ngụy Dũng đã đóng tiền viện phí, nên cô ở lại cũng tương đối thoải mái. Các vết thương đã bong vảy, giờ chỉ còn vết sẹo mờ mờ vài nơi. Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Sam hướng ánh mắt nhìn sang. Cô trông thấy ông Thành bước vào, chỉ có điều cách xưng hô không xứng với người quan có học như ông ta. Theo tao trở về Vân gia hôm nay vân ra tổ chức lễ sinh nhật cho tao đấy mày tốt nhất lựa lời ăn nói đừng có khiến tao mất mặt nghe chưa cô nhếch môi khiêu khích nếu không muốn mất mặt tốt nhất đừng dắt tôi theo làm gì mày đừng có cứng miệng bằng không phần mộ của mẹ mày không chắc được yên ổn đâu lại là lời đe dọa đó thốt ra từ một kẻ nhân cách sống không bằng con người sam lúc này hướng ánh nhìn ông ta cô biết cô không thể từ chối lập tức theo đó đứng lên trở về biệt thự có người hầu đưa cô vài bộ đồ nhưng động thái cô không tốt đẹp là mấy người làm nơi đây đối xử với cô bằng thái độ rất chi là khinh bỉ những bộ đồ được đưa đến nhưng tất thảy là những bộ mà hạ không mặc nữa và bỏ xó từ lâu lúc này vân nhật hạ không có đây cô ta đi mua sắm lẫn trang điểm muốn để bản thân trở thành người lộng lẫy nhất ở bữa tiệc hạ đi lựa đồ đều là bước vào những nơi sang chảnh trên cổ đeo chiếc vòng thiên tri vũ từ lần trước mà dũng tặng những người bạn nhìn vào không khỏi trầm trồ cô ta Trong khi đi mua sắm Điện thoại cô ta vang lên tiếng tinh tinh Hà bật điện thoại mua xe mai gửi tin nhắn Vậy mà trông thấy tài khoản nhảy số Số tiền khá nhiều khiến cô ta lần nữa há hốc mồm Là trợ lý của Dũng gửi đến với lời nhắn Chủ tịch bảo cô mua sắm thỏa thích Buổi tiếng tối nay nếu sắp xếp được thì anh ấy sẽ tới Nếu sắp xếp được thì sẽ tới ư đây là đang nói về việc Dũng có khả năng không đến Rất rõ ràng là như vậy Bên ngoài luôn tặng đồ Tỏ ra chu toàn Nhưng người đàn ông đó chưa bao giờ thực sự thuộc về cô ta Hạ lo lắng Bàn tay siết chặt cái điện thoại Sam dùng cách lên giường với người đàn ông đó Đáng lẽ giờ này Cô ta nên được hưởng sự chiều chuộng mới đúng Đính hôn cũng đã đính hôn Sao mọi thứ không giống với suy nghĩ của cô ta thế này Hạ trở về Vân ra Ông Thành lập tức tìm cô ta nói chuyện Mà vấn đề nói đến Chính là hỏi về việc có mời được Dũng đến không Vẻ mặt hạ bất lực khẽ cắn môi Cô biết Sự hiện diện của người đàn ông đó Trong bữa tiệc có thể nâng tầm người vân ra Nếu để ông Thành biết Cô ta không mời được người đàn ông đó đến Chắc chắn ông ta tức giận Bất quá hạ đành nói dối Anh ấy sẽ đến Anh ấy để tâm đến con như vậy Sao không đến buổi tiệc ạ à? Bà Diễm Nhu ngồi cạnh phụ họa Đúng đấy, có gái ông thậm chí còn được ngài ấy tặng máu vật thiên chi vũ. Được ngài để tâm thế này chắc là đến thôi. Ông Thành nghe vậy cũng đỡ lo lắng phần nào, nhưng chỉ có hạ mới rõ, khả năng Ngụy Dũng xuất hiện là rất thấp. 7 giờ tối, thời gian diễn ra bữa tiệc đã tới. Hạ có mặt từ sớm, vì chuẩn bị kỹ càng, cả người cô ta tỏa sáng vô cùng, nhưng mà phần lớn ánh mắt dừng trên chiếc vòng cổ cô ta đeo, trị giá của nó không nhỏ, không cần nói đến người tặng nhưng vừa nhìn đã biết người bên cạnh hạ thân phận vô cùng lớn sam hiện diện nhưng cô chỉ lựa góc khuất rồi im lặng ngồi tầm mắt nhạt nhẽo nhìn vào những kẻ dự tiệc ăn diện nổi bật chỉ giá chiếc váy của họ e là váy của cô một góc cũng không so bì được những vị khách thỉnh thoảng nhìn chăm chăm sam sự khinh bỉ hiện rõ bắt đầu so sánh cô với hạ người vân gia đưa cô đến chẳng qua chỉ để kẻ khác tung hô họ ôi giời ơi vân ra có đứa con tệ thế sao có thể vẫn giữ được nhỉ không biết từ trại giam trở về cô ta có thay đổi khác biệt không đây chắc chắn là không bản tính thì vẫn là bản tính cũng rồi ngựa quen đường cũ thôi mà sam đối với mấy lời chửi rủa cô vẻ mặt lạnh tanh không hề quan tâm mà chỉ ngồi yên tĩnh ở vị trí của mình buổi tiệc diễn ra lúc lâu ông thành không thấy sự xuất hiện của ngụy dũng ông suốt ruột, ruột quá nhưng cố giữ bộ dáng bình tĩnh trước những vị khách mời khi này tại tập đoàn Tri, thời điểm vào hơn 8 giờ khuya, cũng vừa hay Dũng hoàn thành xong những dự án quan trọng. Trợ lý Vương đứng cạnh, ngẫm lại lời mời của Vân Tiểu Thư lúc chiều. Cậu thưa biết chủ tịch chưa đặt sự chú ý lên Vân già, chẳng qua chỉ đang thể hiện hành động quan tâm qua loa. Nhưng theo tiến độ làm việc, ít nhiều gì Vân Tiểu Thư có chút ít mối quan hệ, thế là cậu lần nữa lặp lại. Vân Tiểu Thư gửi đến tin nhắn muốn ngài đến dự. Hiện buổi tiệc đang diễn ra, dũng tay cầm văn kiện thực hiện phê duyệt nghe tới đây anh ta nhớ lại lời mời nhưng tầm mắt vẫn không ngừng lên những ngày gần đây dũng luôn bận rộn hơn nữa bản thân người đàn ông này không hứng thú để tâm đến hạ vân nhật hạ thỉnh thoảng gửi lời nhắc nhở hỏi thăm ngày nào cũng rất đều đặn hôm nay có lời mời dũng ở trên thương trường lâu như vậy hiển nhiên biết sự xuất hiện của mình có lợi cho người vân gia cũng sẽ gây tầm ảnh hưởng không hề nhỏ nhưng anh đối với vân gia chưa thực sự coi trọng không muốn quá nhiều người biết Kết quả khi buổi tiệc gần tan Anh mới ra lệnh vương gửi tin nhắn đến hạ Nội dung đại khái đến đón cô ta về ngụy ra Một phần muốn bù đắp cho khoảng thời gian Anh không để tâm đến cô ta Vẫn chỉ dừng ở ngụy ra Vốn dĩ Dũng định dẫn hạ trở về biệt thự tư nhân riêng của anh Nhưng dù anh bỏ qua ý nghĩ đó Anh muốn xác định lại cảm giác hai đêm trước Vốn dĩ đêm đầu anh có thể cho là xúc cảm nhất thời Hoặc đổ lỗi cho thuốc Nhưng đến lần thứ hai anh cảm nhận do ham muốn ở anh Lần điên cuồng đêm đó cũng là lần đầu của anh Dũng cực kỳ ghét những kẻ tự tiện lên giường anh như đêm đó Nhưng vẫn chẳng hiểu vì lý do gì Sau đêm đó anh cảm nhận rõ một điều Thì ra việc đó cũng thực thoải mái Nhưng chỉ dành cho người nữ nhân đêm ấy thôi Tại sảnh tiệc lượng lớn khách đã về hết Ông Thành không thấy sự xuất hiện của Ngụy Dũng Lập tức tìm hạ không ngừng trách móc sao ngụy dũng không tới thế chẳng phải con bảo là anh ta để tâm đến con rốt cuộc để ta mất mặt đến bao giờ đây hạ bất lực nhìn ông ta bày ra dáng vẻ có lỗi vốn đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn mong chờ vài giây sau điện thoại cô ta hiện lên phía tin nhắn từ trợ lý của anh dũng sẽ đến đón cô về ngụy ra thế là hạ lập tức giơ tin nhắn cho ông thành xem ông ta trông vậy thì dừng lại dáng vẻ trách móc dù gì bây giờ hạ còn mối quan hệ với ngụy dũng còn liệu mà cư xử cho tốt khiến ngái để tâm đến con hơn đi hạ lập tức gật đầu vui như chảy hội cô ta theo đó lên xe vội vàng trở về vân gia chuẩn bị sửa soạn bản thân mà khi này sam trở về nhà từ lâu cô ở buổi tiệc nhàm chán kết quả là tự rời đi sự rời đi không ai đoái hoài ngược lại khiến buổi tiệc thêm phần thoải mái khoảng cách từ vân gia đến biệt thự tương đối xa nên dù rời đi khoảng hơn một tiếng bây giờ mới đến đầu đoạn đường lý kiệt còn đi một đoạn ngắn nữa Nhưng lúc này một chiếc xe hơi đi đến Rồi dừng ngay địa điểm của cô Sam chẳng muốn để tâm Nhưng cửa xe lập tức mở ra Trợ lý vương theo đó xuống xe Bên tiểu thư Ngài ngụy đến đón cô Mời cô lên xe Phía trong xe Dũng yên tĩnh tựa vào ghế Ánh mắt người đàn ông khép hở Vẻ mệt mỏi hiện lên Nhưng mang khí chất của bậc vương giả Sam đứng lặng lúc lâu Bọn họ về mà không nhận ra cô với hạ ư Cô hơi suy nghĩ Sau đó không do dự lên xe Hạ nếu biết cô ở chung với người đàn ông này Chắc chắn sẽ tức điên lên Như thế đúng ý cô quá Trợ lý vương mở cửa sau Hạ cũng ngồi vào Dũng ngồi sát một bên Cô theo đó ngồi yên ở bên mép vị trí của mình Tầm mắt hướng về phía người đàn ông Vẫn thời thái lạnh lẽo Dường như không để tâm sự hiện diện của cô Sa mặc chiếc váy ngang vai Lộ ra đôi vai trần Hơi lạnh trong xe nhất thời khiến cô run run Hai tay ôm lấy cơ thể Xếp qua đây đi Giọng nam trầm thấp vang lên nhắc nhở cô Cô xoay mặt hướng anh nhưng không dám trả lời Cô cắn mơ hít thở sâu lấy can đảm Rồi chậm rãi xích qua chỗ anh Nhưng ở ngay khoảng cách gần Cánh tay người đàn ông tìm tới ngay vị trí eo nhỏ Cứ như thế kéo cô lại gần sát Sau đó nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ ngủ lên đùi anh Bất chợt bị kéo Cô không giữ vững Cả người cứ thấy va vào lồng ngực của người đàn ông Cô phản kháng hành động của anh Chưa thể thích nghi kịp hai tay lần nữa đặt trước lồng ngực người đàn ông ngăn chặn sau đó ngẩng đầu trừng trừng mắt nhìn dũng ở đối diện khoảng cách gần bắt gặp ánh mắt long lanh của cô lần nữa anh liên tưởng ánh mắt khi cô say rượu lần trước đôi mắt trong vắt sạch sẽ thoảng qua trên cơ thể mùi hương nhẹ nhàng không phải lạnh à tôi ôm em sẽ khiến em đỡ lạnh từ lúc bước đến xe dũng dũng im lặng nhưng vẫn để ý mọi hành động của cô cho nên mọi hành động anh đều biết sam cau mày Cô không thích sự tiếp xúc này Nhưng vốn đang giả vờ là hạ Hành xử như thế khiến cho người đàn ông nghi ngờ Cô ngẩng đầu muốn rời khỏi người anh xuống chỗ bên cạnh Nhưng bàn tay anh siết chặt Tầm mắt rơi xuống biểu cảm nhỏ trên gương mặt dần lúng túng Vì muốn thoát mà không thể Ánh mắt rời lên đôi môi mỏng đang cắn vào nhau đến trắng bẩy Lúc trước chẳng phải luôn muốn thân thiết với anh Sao giờ muốn né tránh Nhưng không thể phủ nhận Anh thích bộ dạng hiện giờ hơn Không nghĩ nhiều Tay còn lại của người đàn ông chạm lên gương mặt nhỏ dưới ngay vị trí môi đang cắn Anh khẽ xoa nhẹ khiến cô ngưng việc cắn môi Cô có chút bất ngờ vì hành động này Trong lúc chưa kịp làm gì Lần nữa bị đôi môi người đàn ông bao phủ Điều đó khiến bàn tay đặt trên lớp áo vest của anh siết chặt lấy một nhú máu Trạng thái căng thẳng vô cùng Đụ hôn kéo dài vài giây sau đó buông ra Anh đối diện ánh mắt long lanh ngờ nghịch nhìn mình Khiến anh liên tưởng bộ dạng say mê dưới thân anh lần trước một màn này tức khắc khơi dậy ham muốn sâu thẳm của người đàn ông Anh đưa tay chạm sau gái cô muốn kéo cô lại gần Như Sam đưa tay chặn môi người đàn ông Ánh mắt anh nhìn vào gương mặt nhỏ sợ sệt Thoáng qua sự dịu dàng mà nghe cả bản thân anh cũng không nhận ra Làm em sợ rồi Thế là đôi môi anh hôn nhẹ bàn tay nhỏ Rồi ngưng lại động tác Điều này nhất thời khiến Sam ngạc nhiên Thì ra với Hạ Người đàn ông này có dáng vẻ như vậy Cô muốn rời xuống khỏi người anh nhưng lực đặt ở eo dần dần gia tăng lực Ngồi yên đi tôi không làm gì em Sam căng thẳng nhưng vẫn nghe lời Theo đó ngồi yên trên đùi anh Để khi dừng tại biệt thự rộng lớn Người đàn ông mới buông cô ra Sam chưa từng đến ngụy gia lần nào Bây giờ khi bước xuống Nhất thời ngó nghiêng xung quanh Không ngừng cảm thán nơi đồ sộ này Thấy cô mất tập trung Anh lập tức nắm tay cô rồi cứ thế bước vào sảnh chính Những người làm việc xung quanh Nhìn cảnh tượng này không khỏi trầm trồ Khi này ông quân cha của dũng hoàn thành khảo sát thị trường ở nước ngoài vừa hay về nước ông bà ngụy tập trung ở sảnh trước hai người đang cùng nhau trò chuyện đến khi thấy bóng dáng hai người bước vào ông quân là người đầu tiên chưa thể thích nghi được đây là ông hắng giọng rồi tay xoa xoa gọng kính bà nhiên ngồi trên ghế bộ dạng nhìn hai người này nhất thời ngạc nhiên trước đó chẳng phải đứa con trai này luôn làm lơ hạ ư nhưng nó đi nói lại về tình hình chung đây là điều đáng mừng Này khâu khéo sắp có con dâu rồi đấy Thật á Ông Quân hiển nhiên chưa thể thích nghi Ông vừa rời đi hơn một tháng Trong thời gian ngắn đã có con dâu à Sam nhìn hai người Theo đó cô lúng túng diễn kịch cúi đầu chào hỏi Dũng im lặng chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ Sau đó cúi người chào hai người Anh nắm bàn tay nhỏ rời khỏi nơi hiện tại Ông Quân vội gọi lại Ông căn bản chưa nói chuyện được với con dâu nhưng bà nhiên khẽ nhấp trà nói vội gì để hai đứa nó làm chuyện nên làm đi đêm cũng khuya rồi ông quân ho khai tiếng ông cảm thấy lời vợ nói cũng đúng Sam bị kém một mạch để khi bước vào thang máy hiển nhiên cô không biết người đàn ông có ý định gì nhưng hiện giờ sự bất an càng lúc càng lớn anh nắm bàn tay cô cho đến khi dừng tại căn phòng của anh lần trước khi hạ đến đây anh chưa hề cho cô ta bước vào phòng mình căn bản chỉ dừng ở phòng làm việc anh thoáng chốc thấy mình vô tâm Sam bước vào căn phòng người đàn ông Nội thất còn mới Bởi thỉnh thoảng anh mới trở về đây Phần lớn là về biệt thự tư nhân của mình Ánh mắt cô ngó nghiêng nhìn quanh Sau đó nhìn về hướng anh đang đứng trước tủ đồ Tận bây giờ anh không nhận ra Cô không phải Vân Nhật Hạ Không biết đây là tin tốt hay tin xấu nhỉ Một phần cô muốn chọc tức Hạ Nhưng bên cạnh đó cô cũng sợ hãi anh Nếu anh biết cô không phải Hạ Không biết anh sẽ làm gì cô Thân phận người đàn ông này không đơn giản Muốn giết cô Một bàn tay có thể xử lý Dũng dân lâu sau lấy được bộ đồ hoàn chỉnh của mình Trên tay cầm theo chiếc sơ mi nhỏ đi lại phía cô Tức khác anh bế cô đặt lên bàn Giọng nói ấm áp vang lên Hôm nay không thể đến dự buổi tiệc Đó là lỗi của tôi Đêm nay tôi bù cho em Sam hiển nhiên với câu nói này lập tức hoảng sợ Anh định bù gì cho hạ cơ Giờ phút này nếu cô nghĩ không lầm Đừng bảo anh ta thực có ý nghĩ đó với hạ nhé Dũng nhìn gương mặt nhỏ ngây ra, anh khẽ siết cầm để cô đối diện với mình. Sự mất tập trung khiến anh thử không hài lòng. Những lần trước đây khi đi bên cạnh, hắn luôn tìm mọi cách thu sự chú ý của anh. Ngay lúc này, điện thoại của Dũng sáng đèn. Dũng buông lỏng cô xoay sang hướng khác, rồi lập tức vuốt màn hình mở khóa là tin nhắn đến từ trợ lý. Mà tin nhắn khiến gương mặt người đàn ông trở nên u ám khi đọc. Chủ tịch ơi, e là người bên cạnh anh là cô Vân Nhật Sam. Bởi khi nãy tôi nhận tin nhắn của tiểu thư Nhật Hạ. Cô ấy bảo đợi mãi không thấy anh đến. Hiển nhiên khi nhận dòng tin nhắn của Hạ, trợ lý Vương lập tức hoang mang vô cùng. Cậu không thể nhận ra hai người này, vậy mà chính bản thân chủ tịch cũng không nhận ra. Hạ không có cách thức liên lạc chính xác với Dũng. Thứ cô ta có chính là phương thức liên lạc chung chung của người đàn ông này, mà điều đó đều thông qua trợ lý. Dũng hướng tầm mắt về phía Sam, không hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ vài giây sau, người đàn ông lập tức gửi tin nhắn đến trợ lý, bảo tôi mệt. Hô khác gặp cô ấy sau Lúc này đây Ánh mắt anh nhìn Hạ đã thay đổi hẳn Vân Nhật Sam Người đàn ông lạnh lùng cất giọng Mà câu nói tức khắc khiến bàn tay nhỏ siết chặt bàn Cô bị nhận ra rồi Nhưng chỉ vài giây sau Cô nở nụ cười nhìn người trước mặt Bị anh phát hiện rồi Dũng lại gần tức khắc áp bàn tay lên cổ cô Cứ như vậy lực đạo dần siết chặt Ép chặt cô dựa vào thành tường phía sau Giỏi đấy Giả dạ dạng em gái mình tìm cách tiếp xúc với tôi Tôi đánh giá thấp một kẻ như cô Thoáng qua Người đàn ông còn nghiến răng ken két Sam bị siết chặt cảm thấy dần khó thở Không khí như bị rút cạn Nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt nhỏ Người đàn ông cau mày Không hiểu vì sao anh dần dần buông thả Phần cổ trắng in hẳn vệt đỏ hình bàn tay Nhìn vừa buông ra Sam nở đùa cười khiêu khích Anh Dũng Có thể tiếp xúc với anh hay không Thì phải hỏi bản thân anh từ đầu đến cuối đều là anh ngộ nhận tôi có bảo tôi là vân nhật hạ đâu gương mặt người đàn ông dần dần khó coi hay là bộ dạng này không cam tâm khi để một loại con gái như tôi mê hoặc ánh mắt dũng lạnh lẽo cực độ quả thực từ đầu đến cuối anh vậy mà có cảm xúc với cô anh không phủ nhận lời cô nói là đúng trọng điểm là anh có cảm xúc với cô anh liên tưởng đến người phụ nữ dưới thân mình lúc trước không hiểu vì cái gì người đàn ông lần nữa miết cằm nhỏ cúi xuống hôn lên đôi môi cô nhưng động thái không hề nhẹ nhàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy rõ ràng chính xác là mùi vị này mà sam vì hành động này nhất thời ngây ra đáng lẽ anh ta nên đuổi cô đi sau giờ phút này còn hành động như vậy hiển nhiên với nụ hôn như vũ báo cô lập tức dùng tay chặn trước ngực muốn đẩy anh ra muốn phản kháng kịch liệt tên này đúng là có vấn đề cô vốn đâu phải vân nhật hả anh ta biết rồi tại sao hành xử như vậy sam lập tức cắn vào môi anh thoảng qua nếm được vị máu Dũng lúc đó mới buông người trước mặt ra Đôi môi nhỏ nhắn của cô ửng hồng Thoáng qua có vệt máu đỏ Gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng Nhìn cho kỹ đi Tôi không phải vân nhật hả Dũng nhìn cô phản kháng Anh lúc đó mới hiểu rõ Người phụ nữ này không thích anh Khỏe môi người đàn ông chảy máu Anh đưa ngón tay khẽ quệt Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn người trước mặt Lên giường với nhiều người Quan hệ tình dục bừa bãi là cách cô làm Vậy lên giường với tôi như cách cô làm với bọn họ Tôi sẽ trả tiền cho cô Bàn tay nhỏ của Sam nắm chặt Lời nói vừa quá mức lòng tự trọng Dũng chậm dại hướng đến tủ kính Trên đó là những hàng rượu vang đỏ Tất cả có giá trị không hề nhỏ Phần lớn đều là hàng nhập khẩu Người đàn ông cầm chai rượu hướng đến phía Sam Cứ như thế rót ra ly thủy tinh chất đỏ sóng sánh Sam không hiểu ý định Càng lúc càng cảm thấy sợ hãi con người này Trong lúc cô nhìn anh đầy vẻ đề phòng Người đàn ông đưa ly rượu hướng phía cô tức khắc dồn cơ thể nhỏ vào một góc rồi xiết cầm đổ rượu vào miệng sam nhất thời ngạc nhiên vì hành động này chưa kịp thích nghi một lượng lớn thứ rượu trắng tràn vào miệng cô không thể không nuốt một ít tràn ra khỏi miệng tràn xuống vòng cổ rơi trên áo thấm đẫm màu đỏ nhạt và vạt váy ngay khi buông ra cô đưa tay quệt rượu trên môi ánh mắt ửng đỏ như người trước mặt nguyễn dũng anh rõ ràng là người đàn ông của vân nhật hạ Việc này nếu để em gái tôi biết, cô ta sẽ nghĩ thế nào về anh?" Người đàn ông nhếch môi, "Nếu lo lắng suy nghĩ của em gái, ngay từ đầu đã không bước lên xe, Dù liên tục làm trò với tôi." Sam chừng mắt nhìn người trước mặt, dựa vào miệng cô không biết uống, chỉ sau vài phút đầu óc choáng váng, thứ rượu đắng lan tỏa. Mà rượu này chính là loại lần trước ở đế cực cô từng uống, thoảng qua một ly đầy thôi mà người đã say rồi. Anh chính là muốn xem phản ứng của cô. Lần trước Hạ đến cùng Vân ra Anh đề nghị mẹ mình đem thứ rượu này ra mời Nhưng Hạ không hề say dù uống nhiều ly Lúc đó anh nghĩ do mình sơ suất Dũng nhìn hướng Sam gương mặt ửng đỏ Vài giây sau cô loạn choạng bước xuống bàn Nhìn đi vài bước cơ thể nghiêng ngả Dũng liền bế cơ thể cô lên Rồi thả cô lên giường Một lần hai lần có thể sai Đằng này cảm giác với cô nhiều như vậy Anh không nhận ra nữa Thì sẽ trở thành trò cười mất Người đàn ông cầm điện thoại gửi tin nhắn đến phía trợ lý điều tra lại nữ nhân xuất hiện ở đế cực hôm đó đồng thời tra lại cùng thời điểm đó vân nhật hạ ở đâu mạng lưới tin tức rộng lớn chẳng qua nằm ở vấn đề ngụy dũng anh có muốn tiến hành điều tra không thôi người vân gia muốn dở trò diễn kịch với anh cháo phụ nữ rõ ràng xem anh không ra gì nếu thực sự người phụ nữ ở đế cực là vân nhật sam vậy người phụ nữ xuất hiện cùng anh đêm đầu cũng chính là cô anh tắt điện thoại tầm mắt nhìn sam nằm trên giường cô đang cố ngồi dậy nhưng rõ ràng mơ hồ rối loạn anh cúi người nhìn vào cô dường như ánh mắt cô dần dần ánh nước nhìn chăm chăm vào anh mộng mị đôi bàn tay bấu chặt tấm ga giường mà ánh mắt này khiến anh không thể rời khỏi sam rõ ràng đang say đầu óc đang choáng váng anh miết nhẹ cầm cô sam chỉ vì hành động này gương mặt nhỏ dần dần ánh nước cứ như thế từng giọt trào ra cô muốn nói gì đó nhưng lời nói trong đầu rất nhanh biến mất Cô quên mất bản thân muốn nói gì Người đàn ông nhìn bộ dạng mê say Bàn tay đưa lên mi mắt khẽ lau nước mắt Nhìn bộ dáng đáng thương bất giác nhói lòng Anh cúi đầu lần nữa hôn lên đôi môi nồng đậm mùi rượu Hôn đến dường như người trước mặt không còn giữ khí mới buông ra Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên Dường như chịu oan ức nước mắt chảy càng lúc càng nhiều Bàn tay lần nữa lau nước mắt trên gương mặt nhỏ Anh bất giác hỏi một câu Trả lời tôi Lần đầu như thế nào Sam càng thêm ấm ức bộ dạng hiện giờ không khác gì so với lúc trước là mấy đau đau lắm vẫn là câu trả lời như cũ rõ ràng chính là người phụ nữ này anh không hề nhận sai cảm nhận của anh cũng vậy từ đầu đến cuối không sai bàn tay to lớn siết chặt eo lần nữa để cô ngồi lên người anh dứt khoát hôn lên đôi môi đậm mùi rượu anh luôn chê loại rượu này dở không hề đụng đến nhưng giờ phút này hương rượu thật thơm Rõ ràng do mùi vị đôi môi cô mới khiến hương rượu phát huy tác dụng. Đủ hồn trượt dài từ đôi môi nhỏ rơi trên cổ. Những nơi rượu từng vương lại, anh đều chu du qua. Lần nữa ngẩng đầu, người dưới thân hai mắt rưng rưng, mái tóc dài xóa trên nền ga giường trắng xóa. Thân thể Sam khẽ run, đó mơ hồ nhìn người phía trên. Một chút tỉnh táo còn sót lại, cô thực sợ người đàn ông này. Chính là sợ, nhưng vẫn muốn khiêu khích anh dũng với người phía dưới cơ thể cô có làn da mềm mại anh đưa tay muốn cử lớp váy nhanh chóng tìm được khóa mà kéo xuống trên cơ thể cô lộ những vết sẹo ở trên mảng lưng hầu như cũng có người đàn ông ngẫm lại trước kia anh từng thấy qua anh cũng dâng lên thắc mắc những vết thương này đến từ đâu nhưng anh vậy mà không chê những vết sẹo đó đôi môi nóng rực áp xuống đôi môi nhỏ nhắn bàn tay xấu xa bắt đầu làm loạn anh trước kia từng gối sẽ nhẹ nhưng lúc này càng muốn trừng phạt người trước mắt một đêm triền miên cảm tưởng như đêm còn dài hơn bốn giờ sáng anh đã dậy nhìn một trận chiến đêm qua rồi nhìn người bên cạnh hô hấp ổn định trên màn hình điện thoại toàn bộ thông tin theo yêu cầu đều được gửi qua từ hai tiếng trước người đàn ông bật mở tin nhắn ngày đó hạ tham dự buổi tiệc của bạn bè trên tài khoản hạ cũng có đăng bài ngay thời điểm đêm ấy càng chứng minh đêm đó hạ không hề xuất hiện ở đế cực Rõ rõ ràng người đế cực là Sam Phía bên dưới toàn bộ thông tin về lần đầu tại phòng tổng thống Bởi vì ngụy Phu Nhân có cho người lắp đặt cam quan sát diễn biến Toàn bộ thông tin đều có Cả đêm đó anh hành xử như thế nào Hình ảnh cô gái nhỏ lén la lén lút đến phòng anh Sau khi xong việc lập tức rời đi trong im lặng Theo quan sát cam trên các tuyến đường ghi lại Sau khi rời đi cô gái trở về vân ra Toàn bộ thông tin đều dừng ở đây bởi về sau thuộc đoạn đường vân ra không thể tra thêm Hai lần như thế đều rời đi Anh quay sang nhìn xa yên tĩnh trên giường Hàng lông mi khẽ run Hai lần đều bỏ rơi anh Giờ gặp chính xác Cũng đem anh làm trò chơi khi thay thế hạ Trước giờ chưa hề có ai cả gan tính kế anh Giỏi thật Lần này anh chắc chắn sẽ không để cô dễ dàng rời đi Anh lần nữa nghĩ về những tin đồn trước kia Bất giác anh muốn tìm hiểu lại Chẳng phải tin tức bảo cô hư hỏng vì cái gì với anh lại là lần đầu Ăn chơi đàn đúng xa đọa Nhưng Sam hớp một hớp rượu say đến bất tỉnh Nào có giống mấy kẻ ăn chơi Cái vẻ mặt ngu ngơ lần đầu đến đế cực Dũ gửi tin nhắn Lần nữa yêu cầu trợ lý điều tra toàn bộ Về hai đứa con gái nhà Vân già Nhắn xong xuôi Anh để điện thoại sang một bên Rồi chở người ôm cơ thể bé nhỏ trong lòng Khẽ vuốt về Rồi tầm mắt dừng trên vài vết sẹo Người đàn ông rời giường Lấy thuốc bôi lên những vết thương rất tỉ mỉ để khi trời sáng dũng thức dậy nhìn người trên giường ngủ đến mê mệt lặng ngắm gương mặt nhỏ yên tĩnh dũng thức dậy trở vào phòng tắm rửa mà khi người đàn ông tỉnh hạ không lâu sau theo đó mà tỉnh giấc đầu cô đau nhức ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng ký ức đêm qua cứ như thế ùa về trên cơ thể cảm giác ươn ướt cả bàn tay của đưa tay chạm vào là mùi thuốc trong lúc ngây ngẩn anh ra khỏi phòng tắm trên người là một bộ đồ hoàn chỉnh sự xuất hiện của anh bất giác khiến cô trừng mắt nhìn cô cảnh giác cao độ nhìn anh dũng đưa đến chiếc hộp lặng nhìn người trên giường anh nói thay đồ rồi xuống dưới dùng bữa đi mọi người đang đợi đấy cô cầm lấy mở ra vậy mà là một bộ đồ tôi không phải vân nhật hạ cô không phải hạ sao có thể gặp người ngụy ra dùng bữa chứ đã diễn ý em diễn cho tròn vai Ánh mắt người đàn ông lạnh nhạt khẽ lướt qua cô Diễn đến mức lên giường Rồi cùng dùng bữa thế này Hạ mà biết thì chắc chắn sẽ tức điên lên Và các bạn thân mến Đến đây nội dung của tập 1 đã kết thúc rồi ạ Bộ truyện này có 3 tập Các bạn đừng quên theo dõi những diễn biến tiếp theo nhé Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình Đừng quên đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho Mai Cũng như team chuyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày Xin chào và hẹn gặp lại